bạn đọc nhóm. 414041785 quyển sách không đơn thuần văn sao, còn có tổng thần thoại phân đoạn. Phương thế giới này, yêu nghiệt mọc thành bụi, tiên thần hoành hành thế gian, đại hiệp bài sơn đảo hải. Từ nhạc xuyên qua mà đến, cảm giác rất hoảng. Nhà ở Tam Tinh Thành, là người giàu nhất Tam Tinh Thành, cách vách không xa là Lan Nhược Tự, cách vách nữa là Kim Sơn Tự, bên trong có một lão hòa thượng Pháp Hải, cách vách nữa là Linh Ẩn Tự, nơi đó có một lạc ma tên là tế công đúng rồi trong tam tinh thành có người phúc lộc thọ tam tinh chuyển thế thật hoảng hoàn hảo ta có bàn tay vàng có thể thông qua viết tiểu thuyết đem trong tiểu thuyết vật phẩm công pháp cụ hiện ra ở thế giới thần thoại đương tiểu thuyết gia không đạn cửa sổ ở thế giới thần thoại đương tiểu thuyết gia txt toàn tập đao loa ở thế giới thần thoại đương tiểu thuyết gia chương mới nhất đọc chương một nhà tiểu thuyết bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 1 Tiểu thuyết gia cáo phó trên mạng Trung Quốc Đại thần Bạch Kim nổi tiếng song động đột tử, hưởng thọ. Tuổi Đại thần song động, cuộc khởi tại Internet văn học Hoàng Kim Thịnh Thế, lực áp diều hâu, mực. Chờ một đám đại thần đó là không thể nào. Dựa vào tác phẩm Tôi thích nằm mơ mà thành tựu Bạch Kim. Sau đó, anh lại liên tục sáng tác Tôi yêu ảo tưởng, Tôi yêu nằm thắng hai quyển sách ổn định thần cách của mình, đây cũng là tôi yêu ba bộ khúc đại danh đỉnh đỉnh. Hai lỗ mất đi, gây chấn động trong vòng tròn nhỏ, ví dụ như trình duyệt nào đó. Tiểu thuyết trên mạng là công ty hàng ngày của rất nhiều người, thân là độc giả ghét nhất chính là tác giả cập nhật quá chậm. Nhưng muốn bảo đảm cập nhật nhanh, tác giả tiểu thuyết nhất định phải ngồi trước máy tính thời gian dài, phải tốn rất nhiều thời gian suy nghĩ và viết chữ. Cho nên, Đại lượng internet tiểu thuyết tác giả đều có một ít bệnh nghề nghiệp, tỉ như mất ngủ, cơ bao viêm vân vân. Hơn nữa cuộc sống không có quy luật và lượng vận động ít hơn, tổ chức thân thể của một số tác giả trên mạng không tránh khỏi kém so với bạn cùng lứa tuổi. Thậm chí có một ít võng văn tác giả tráng niên mất sớm. Gần đây lại một đại thần cấp võng văn tác giả tráng niên mất sớm, tên của hắn vang vọng Hoàng Vũ, hắn chính là Bạch Kim đại thần Song Động chúng ta hãy kiểm kê các nhà văn web chết trẻ. Trong khu bình luận của quyển sách Tôi thích nằm mơ, xuất hiện vô số độc giả. Đại thần song động, hy vọng kiếp sau anh đừng nằm mơ nữa. Cầu cho những người đã khuất được yên nghỉ, và cầu cho thiên đường không bị bệnh tật. Nghề nhà văn trên mạng này cũng rất dễ đột tử, nhất là toàn chức, toàn chức tác giả làm việc và nghỉ ngơi không nhiều là bình thường, thường xuyên thức đêm, rất tổn thương sức khỏe. Tuy rằng không biết tác giả, nhưng quyển sách tôi thích nằm mơ này, tôi đã xem không dưới 5 lần, hôm nay nghe được tin tác giả bất ngờ qua đời, trong lòng vô cùng khiếp sợ cùng khổ sở. Ngoài ý muốn biết được tin tức này, hốc mắt vậy mà ương ước, 3 năm trước cái kia xem ta thích nằm mơ mùa hè, vĩnh viễn cũng không trở về được, nguyện song động tại một cái thế giới khác, lo liệu vô địch kiếm ý, tung hoành thiên hạ. Thiên đố anh tài. Ta xuyên qua đâu? Tạm tinh thành từ gia tam tinh thành tiếp giáp hàng châu bởi vì tam tinh hàng thế mà nổi danh ba trăm năm trước niên thú tung hoành thế gian phúc lộc thọ ba sao hàng thế lúc này cùng niên thú quyết chiến chiến thắng trận chiến này qua đi nơi này trở thành một mảnh phế tích hậu nhân vì kỷ niệm công tích của phúc lộc thọ tam tinh ở chỗ này xây lên một tòa thành thị đây chính là nguồn gốc của tam tinh thành từ gia tại tam tinh thành đỉnh đỉnh nổi danh bởi vì đây là tam tinh thành nhà giàu nhất từ gia trải qua ba đời gia chủ chăm lo việc nước từ một gia tộc tiểu phú thương biến thành người giàu nhất tam tinh thành đương đại từ gia chủ từ khai lão lai tử phi thường cao hứng hắn đặt tên cho nhi tử là từ nhạc chính là muốn cho hắn cả đời bình an khoái khoái lạc lạc sau khi lọc trí nhớ trong đầu từ nhạc rất nhẹ nhàng liền thích ứng thân phận hiện tại của mình hắn kiếp trước là một tên internet tác giả còn là một vị bạch kim đại thần đối xuyên qua chuyện như vậy cũng không bài xích kiếp trước hắn chỉ là một cái cô nhi không ràng buộc không vướng bận một thân một mình xuyên qua tới thân phận là phú hào chi gia công tử lại nói tiếp còn lời hắn kiếp trước viết internet tiểu thuyết thời điểm một tháng ba mươi ngày không nghỉ mã tự khi đó hắn đã nghĩ giá như có thể mỗi ngày ngủ thẳng đến khi tự nhiên tỉnh đến tiền đến tới tay bị chuột trút thì tốt rồi hiện tại hắn là con trai của người giàu nhất tam tinh thành nguyện vọng này xem như thực hiện được chờ một chút có gì đó không đúng lần nữa tìm kiếm trí nhớ trong đầu mình từ nhạc cảm giác được có chút không thích hợp phương thế giới này có chút giống vương triều cổ đại của trung quốc hiện nay thống trị thiên hạ chính là ung triều ung triều chưa từng nghe qua tri thức lịch sử của từ nhạc không tính là tốt cũng không tính là kém trong năm ngàn năm văn hóa trung hoa Hắn chưa từng nghe nói qua Triều đại Ung Triều này. Đương nhiên, có lẽ là hắn kiến thức nông cạn. Đó không phải là điều quan trọng nhất. Quan trọng nhất là thế giới này yêu nghiệt mọc thành bụi, tiên thần hoành hành thế gian, quỷ quái hiển hậu thế, võ giả hủy thiên diệt địa, đại nho trấn áp đương thời. Tổng kết lại, chỉ bảy chữ, thế giới này quá nguy hiểm. Đúng vậy, vô cùng nguy hiểm. Trong thế giới này, cái chết của thường dân gần như là một thói quen cách tam tinh thành không xa, có một ngôi chùa tên là Lan Nhược Tự, nghe nói bên trong có ma. Ngoài ra, từ nhạc từ trong trí nhớ tìm tòi được rất nhiều người cùng vật quen thuộc, tỷ như tế công linh ẩn tự, pháp hải kim sơn tự vân vân. Thế giới này quá nguy hiểm. Tâm tình tốt của từ nhạc vốn đã không còn, đừng thấy hắn xuất thân từ đại phú đại quý, nếu thật sự gặp phải quỷ quái yêu nghiệt cũng bó tay không biện pháp. Người khác xuyên qua, không phải đều đưa ngón tay vàng sao? ngón tay vạn của ta đâu? Còn không mau chạy đi. Từ nhạc nói với không khí. Căn cứ cổ sư truyền thuyết, mỗi một vị xuyên Việt giả đều có được chỗ đặc dị, hoặc là đạt được thần bí truyền thừa, hoặc là bản thân chính là cường giả chuyển thế. Nếu không, cũng sẽ tinh thông đại thế tương lai, tìm một cái đùi ông. Đương nhiên, nhiều nhất vẫn là có được ngón tay vàng người xuyên Việt, bọn họ cơ hồ trải rộng chư thiên vạn giới. Đinh, ký chủ xuyên qua thành công mở bàn tay vàng dành riêng cho chủ ký sinh ra tiểu thuyết gia tiểu thuyết gia thông qua viết tiểu thuyết cụ hiện công pháp vật phẩm trong tiểu thuyết âm thanh nhắc nhở này truyền đến lỗ tai từ nhạc làm cho hắn vô cùng sung sướng giống hắn như vậy bình thường người nếu là không có bàn tay vàng còn như thế nào tại thế giới nguy hiểm này lăn lộn hắn vẫn là rất có tự mình hiểu lấy biết mình kiếp trước liền lăn lộn không tốt coi như là thay đổi một cái thế giới cũng chưa chắc có thể lăn lộn ra một người dạng nếu là không có bàn tay vàng hắn cả đời này như cũ sẽ bình thường ngón tay vàng tiểu thuyết gia cái này rất thích hợp với tôi từ nhạc đối với cái này bàn tay vàng rất hài lòng hắn kiếp trước chính là internet tác giả viết tiểu thuyết là hắn bổn phận hắn đối với cái này rất am hiểu cái này ngón tay vàng hắn có thể thông qua viết tiểu thuyết cụ hiện nên trong tiểu thuyết vật phẩm hoặc là công pháp tỷ như hắn viết thiên long bát bộ hắn liền có thể cụ hiện ra hàng long thập bát chưởng bắc minh thần công các loại rất nhiều công pháp tỷ như hắn viết phàm nhân tu tiên truyện hắn thậm chí có thể đem chưởng thiên bình cụ của hàng lão ma hiện ra tỷ như hắn viết hồng hoang hắn thậm chí có thể đem bàn cổ huyết mạch cụ hiện ra đương nhiên hắn cái này ngón tay vàng cũng là có hạn chế thực lực bản thân hắn đạt tới trình độ nào hắn mới có thể viết tiểu thuyết tương ứng nếu để cho hắn hiện tại viết ở Hồng Hoang đầu của hắn trực tiếp sẽ nổ tung không biết có thể hiện ra nhân vật hay không nếu là có thể cụ hiện ra nhân vật hắn liền đem Hoang Thiên Đế Diệp Thiên Đế Bình Thiên Đế toàn bộ cụ hiện ra để cho bọn họ ba đánh một trận nhìn xem rốt cuộc là ai chiến lực mạnh nhất Tiết Kiệm và Thiên Mê cùng Hoàng Mỹ mê tranh luận không ngớt không chừng là Bình Thiên Đế lợi hại nhất dù sau đây chính là một chương liền có thể đạt tới đỉnh phong nam nhân, luận thăng cấp tốc độ, dịp thiên đế cùng với hoang thiên đế đều khó có thể nhìn thấy bóng lưng. Hết chương này. Chương 2 Ta muốn viết tiểu thuyết. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 2 Ta muốn viết tiểu thuyết thiếu niên trong gương đồng mi thanh mục tú, thần sắc có cảm giác thanh tĩnh vô vi, mặc một bộ nho sam màu xanh, đứng ở nơi đó hơn người. Lớn lên có thể từ nhạc đối với diện mạo kiếp này của mình rất hài lòng từ xưa đến nay người đẹp trai đều có ưu thế người lớn lên đẹp trai làm ra chuyện đó gọi là truyền kỳ người lớn lên xấu xí làm chuyện tương tự người bên ngoài tập mãi thành thói quen ở thế giới thần thoại cũng là như thế những kia long nữ yêu hồ nữ quỷ tình nhân bình thường là mi thanh một tú người đọc sách nếu ngươi lớn lên xấu xí long nữ yêu hồ cùng với nữ quỷ đều không hiếm lạ phản ứng với ngươi kiếp này ta là một vị thư sinh thân phận này thích hợp với ta ở thế giới thần thoại thân phận thư sinh dùng rất tốt tất cả đều hạ phẩm chỉ có đọc sách cao cái này không phải nói đơn giản như vậy chỉ có đọc sách ngươi mới có thể làm quan vương triều đại ung cũng như thế ngươi chỉ có đọc sách mới có tư cách tham gia khoa cử khảo thí sau đó làm quan khoa cử đại ung chia làm thi hương thi huyện thi quận thi hội và thi đình qua thi hương trở thành đồng sinh, đồng sinh không có cái gì thực tế chỗ tốt, lại có thể đạt được người khác tôn kính. Nếu sau này sống không nổi nữa, cũng có thể đi nông thôn hẻo lánh dạy học, kiếm miếng cơm ăn. Qua huyện thí, trở thành tú tài, tú tài có được thân phận địa vị nhất định, có thể thấy được quan không quỳ, ở địa phương có được một ít danh vọng, còn có thể miễn trừ lao dịch cá nhân. Qua quận thí, trở thành cử nhân, đến lúc này, người sẽ bị người khác xưng hô là cử nhân lão gia thân phận địa vị tôn sùng vô cùng, có thể trở thành địa phương hương thân, đồng thời cũng có cơ hội làm quan. Qua hội thí, có thể thu hoạch tư cách cống thí, tham gia điện thí. Đến điện thức, nếu có thể đạt được top 3, có thể nhất cử thành danh thiên hạ biết. Phương thế giới này, thuộc về thế giới cổ đại, trọng nông ức thương, thương nhân địa vị không cao. Bởi vậy, phụ thân từ nhạc từ khai hy vọng nhi tử của mình có thể thi đậu tiến sĩ, làm rạng rỡ tổ tông bất quá hắn cũng không cho từ nhạc áp lực quá lớn có thể học đi vào thì học học không vào thì thôi từ nhạc rất không chịu thua kém liên tiếp qua thi hương thi huyện hiện giờ hắn đã là một tú tài ta Tà không thể lười biếng tranh thủ thi đậu cử nhân từ nhạc âm thầm hạ quyết tâm người đọc sách đương thời cũng không đơn giản có thư sinh có thể lĩnh ngộ văn khí ngưng tụ văn tâm cùng văn đảm lưỡi rực rỡ hoa sen hòa địa vi lao bởi vì cái gọi là tú tài đề bút, lý luận suông Cử nhân giết địch, xuất khẩu thành thơ. Tiến sĩ giận dữ, môi thương lưỡi kiếm. Thánh nhân giá lâm, dùng ngòi bút làm vũ khí, có thể giết người, có thể phán thiên tử vô đạo, lấy một địch quốc. Chính là bởi vì có nho sinh cùng long khí trấn áp, yêu ma quỷ quái bình thường mới không dám lộ diện. Chỉ là đương kim ung hoàng ngu ngốc, theo đuổi trường sinh chi đạo, dẫn đến dân chúng lầm thang lúc này mới để cho yêu nghiệt hiện thế, quỷ quái hiện tại nhân gian. Đọc sách là không có chỗ xấu, chỉ cần trúng cử nhân, lập môn hộ, trải qua cuộc sống khá giả sẽ không thành vấn đề. Nếu có thể lĩnh ngộ văn khí, ngưng tụ văn tâm cùng văn đảm, vậy thì càng tốt. Từ nhạc tỉnh lại, đã có người đến thăm. Đi vào chính là một vị tướng mạo phú thái trung niên nhân, có một cái bụng bia, mặt hoa lệ trường bào, nhìn về phía từ nhạc ánh mắt mang theo khẩn trương hắn chính là phụ thân của từ nhạc cũng là người giàu nhất tam tinh thành gặp qua phụ thân gặp qua mẫu thân nhìn thấy đôi vợ chồng trung niên này đi vào từ nhạc liền muốn đứng dậy hành lễ hiện tại thân thể hắn có chút suy yếu lần này đến thăm từ nhạc không chỉ có phụ thân hắn từ khai cũng có mẫu thân hắn thôi thị người từ gia đình bất vọng mỗi một đời chỉ sinh một đứa con trai đến đời này của hắn đã là chính đời đơn truyền bởi vậy từ khai đối với từ nhạc phi thường yêu thương. Từ nhạc luôn cảm thấy mình là khuôn mẫu nhân vật chính, chính đời đơn truyện, thấy thế nào cũng giống như nhân vật chính. Con của ta, con rốt cục tỉnh rồi, nhưng lo lắng chết làm cha rồi. Từ khởi vỗ ngực nói. Thôi thì ở một bên ông nhu nói. Nhạc nhi, ta nấu canh gà cho ngươi, ngươi uống xong bồi bổ thân thể. Được rồi, mẫu thân. Từ nhạc có thể cảm giác được thôi thì quan tâm mình. Sau khi uống xong canh gà, từ nhạc nói với từ khai và thôi thị. Phụ thân, mẫu thân, con đã khỏe không nhiều lắm, ngày mai đại khái có thể xuống giường. Thôi thị nói. Vậy thì tốt quá, ta sẽ bảo Kim Đại Phu kiểm tra lại cho ngươi. Thôi thị phái nha hoàng đi mời Kim Đại Phu. Đại khái hơn 10 phút, một lan trung trung niên lưng đeo hòm thuốc, để râu dê đi tới bên cạnh từ nhạc, bắt mạch cho hắn, hắn chính là Kim Đại Phu kim đại phu nhìn thôi thì ân cần nói phu nhân mạch của công tử rất vững vàng chỉ cần tỉnh dưỡng một phen là có thể xuống giường nghe được lời kim đại phu thôi thì thở phào nhẹ nhõm trong khoảng thời gian này từ nhạc hôn mê khiến cô lo lắng muốn chết lúc này từ khai nói với từ nhạc nhạc con à sau khi vết thương lành không nên lẫn lộn với ngụy đắc lộc nữa nhắc tới ngụy đắc lộc hắn liền tức giận nếu không phải bởi vì hắn con trai nhà mình làm sao có thể hôn mê? Vâng, thưa cha. Từ nhạc gật đầu nói. Trong đầu hắn hiện ra ký ức có liên quan đến Ngụy Đắc Lộc. Ngụy Đắc Lộc này là bạn tốt cùng trường của hắn, hai người cùng nhau thi đậu tú tài. Sau khi thi đậu tú tài, hai người vì chúc mừng một phen, liền thừa dịp bóng đêm đi lên một chiếc thuyền hoa. Sau đó trí nhớ sẽ không rõ ràng lắm. Chiếc thuyền hoa kia khẳng định có gì đó cổ quái từ nhạc rất là xác định nói. Cái tên Ngụy Đắc Lộc này có chút quen tai, tôi đã nghe qua ở đâu. Từ nhạc nhíu mày, có thể làm cho hắn cảm thấy quen thuộc tên, nhất định là một vị danh nhân. Chẳng lẽ Ngụy Đắc Lộc là một vị danh thần? Hay là một nhân vật thần thoại? Từ nhạc tạm thời không nhớ ra, buông tha tiếp tục tưởng tượng, mặc kệ hắn là ai. Tôi sẽ sống cuộc sống của riêng mình. Cha, con định trong khoảng thời gian này ở nhà tu thân dưỡng tính thuận tiện viết tiểu thuyết từ nhạc nhạc viết tiểu thuyết từ khai có chút mơ hồ không biết con mình vì cái gì đột nhiên muốn viết tiểu thuyết bởi vì cái gọi là lập công lập đức lập ngôn tam bất hủ viết sách chính là lập ngôn nhưng lập ngôn là chuyện mà thánh nhân mới có thể làm trên đời này có mấy vị thánh bình thường sáng tác cũng chính là tục xưng tiểu thuyết gia chỉ là tam giáo cửu lưu mà thôi ở vương triều đại ung viết sách là không đăng nơi thanh nhã trừ phi ngươi có thể khai tông lập phái trở thành thánh nhân đương thời càng nhiều người đọc sách vẫn là lấy khoa cử làm mục tiêu dù sao cũng là trở thành thi nhân hoặc là người viết lời xưa nay thánh hiền đều tịch mịch chỉ có người uống mới lưu kỳ danh người uống ở đây đổi thành thi nhân càng thích hợp hơn một chút lý bạch viết bài thơ này chính là dựa vào danh hiệu thi tiên lưu truyền hậu thế Đương nhiên, thế giới này không có nhân vật lý bạch. Còn nhờ phụ thân giúp ta mở thư cục. Từ nhạc nói với từ khai. Được, vi phụ nhất định thỏa mãn tâm nguyện của con. Ông cũng tò mò con trai mình sẽ viết ra tiểu thuyết như thế nào. Từ nhạc cũng đang tự hỏi, hắn cái này tiểu thuyết da bàn tay vàng, có thể cụ hiện trong tiểu thuyết công pháp, cùng với vật phẩm, vậy cũng không thể lãng phí. Cuốn tiểu thuyết đầu tiên nên viết gì? từ nhạc lâm vào trong suy tư. Hết chương này. Chương 3 Vùng thế giới này rất nguy hiểm. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 3 Thế giới này rất nguy hiểm nghe nói nhi tử muốn viết tiểu thuyết, từ khai lập tức thu mua một cái thư cục, hơn nữa đem cái này thư cục tên đổi thành thiên hạ thư cục. Từ nhạc thì đem chính mình phong bế lại, tu dưỡng thân thể của mình, cùng với hiểu biết văn hóa của thế giới này. Thông qua sách vở, hắn hiểu được lịch sử thế giới này thế giới này gần như tương tự như trung quốc cổ đại có tam hoàng ngũ đế có tần thủy hoàng có hán triều lịch sử vào những năm cuối thời đông hán rẽ vào một khúc cua lúc ấy võ tướng thuộc hán quan vũ ở thời điểm mệnh treo một đường lĩnh ngộ chiêu thức chí cường khuynh thành chi luyến dưới một chiêu toàn bộ tiêu diệt quân đội đông ngô quan vũ mặc dù chết nhưng kinh châu bảo vệ được sau đó lưu bị tam hưng hán thất về sau nữa hán thất vương triều sụp đổ, đại ung thái tổ hoành không xuất thế, cướp lấy thiên hạ, trở thành người đứng đầu thiên hạ. Đương Kim tại vị chính là khai sáng võ cơ thiên nguyên thịnh thế. Vũ cơ là một vị đế vương huyền thoại, dưới sự cai trị của ông, thực lực của đại ung đạt đến đỉnh cao, mở ra thời kỳ thịnh vượng của thiên nguyên nổi tiếng. Chỉ tiếc, lão sống quá lâu, tại vị 52 năm, đến nay đã 60 tuổi. Người một già, sẽ trở nên ngu ngốc, sẽ muốn trường sinh bất tử, võ cơ cũng không ngoại lệ, hắn hiện tại một lòng theo đuổi trường sinh, không để ý tới triều chính, dẫn đến triều cương bại hoại. Đây là một cái thần ma thế giới, nếu là vương triều cường thịnh, có long khí trấn áp, yêu tà không dám lộ diện. Ngược lại, nếu triều cương bại hoại, quốc lực suy yếu, sẽ dẫn đến yêu nghiệt nổi lên bốn phía, sinh linh đồ tháng. Thiên nguyên 48 năm, thủy quỷ giết người, 20 người tử vong thiên nguyên 49 năm, có một đại yêu, tên Hát Phong, thôn phệ mấy trăm cái mạng người. Thiên nguyên 49 năm, có hộ yêu làm họa, mấy trăm người tử vong. Nhìn những hồ sơ này, từ nhạc có một loại cảm xúc không rét mà run, thế giới này quá nguy hiểm, không cẩn thận sẽ chết oan chết uổng. Ta muốn nhanh chóng viết tiểu thuyết, sớm một chút đạt được năng lực, cho dù là một môn đồng tử công cũng được. Từ nhạc bức thiết muốn đạt được công pháp, sau đó y theo công pháp tu luyện trở thành võ giả. Phương thế giới này võ giả rất mạnh, chia làm hậu thiên, tiên thiên, tông sư, đại tông sư, thiên nhân nhiều cấp bậc, chiến lực cường hãn, có võ giả thậm chí có thể đánh bại tiên nhân. Từ nhà hy vọng tương lai mình có thể trở thành võ giả sánh vai tiên nhân. Thế giới này không có điều khắc kỹ thuật in ấn, ngược lại có chút phiền toái. Không có điều khắc kỹ thuật in ấn, liền ý nghĩa thư tịch không thể nhanh chóng truyền bá mà thư tịch không thể nhanh chóng truyền bá, ta cho dù viết ra tiểu thuyết cũng không nhất định có thể cụ hiện ra bên trong vật phẩm. Từ Nhạc có chút đau đầu nói, "Từ Nhạc ngón tay vàng tiểu thuyết gia, không phải nói, người viết ra tiểu thuyết đến, liền có thể cụ hiện ra bên trong vật phẩm. Nó có điều kiện hạn chế, tiểu thuyết bạn viết, truyền bá càng rộng, người xem càng nhiều, bạn mới có thể hiện ra vật phẩm trong tiểu thuyết." "Quên đi, không nghĩ nhiều như vậy." tôi viết tiểu thuyết trước rồi nói sau. Tu vi hiện tại của ta chỉ có thể viết loại tiểu thuyết vô vũ hoặc là hạ vũ. Đây là từ nhạc nghiên cứu ngón tay vàng cho ra kết luận, hắn hiện tại chỉ là một phạm nhân, chỉ có thể viết vô võ loại tiểu thuyết hoặc là thấp võ thấp ma loại tiểu thuyết. Tiểu thuyết không vũ khí này là danh từ do chính từ nhạc phát minh ra, là chỉ tiểu thuyết trong nội dung không bao hàm nội lực, đấu khí, ma pháp, khoa học kỹ thuật. Những lực lượng phi phạm này trong định nghĩa của từ nhạc, khoa học kỹ thuật cũng thuộc về một loại lực lượng phi phạm, như thế giới tồn tại súng ống, tên lửa, bom nguyên tử, thực lực còn mạnh hơn một ít thế giới vũ khí thấp. Cũng chính bởi vậy, từ nhạc không viết được tiểu thuyết đô thị bối cảnh hiện đại, bởi vì trong tiểu thuyết đô thị bối cảnh hiện đại bao hàm sức mạnh phi phạm của khoa học kỹ thuật. Tiểu thuyết loại vũ khí thấp, chính là tiểu thuyết võ hiệp giống như bích huyết kiếm. So sánh với tiểu thuyết không có vũ khí từ nhạc càng có khuynh hướng viết tiểu thuyết loại vũ khí thấp bởi vì tiểu thuyết loại võ thấp đẳng cấp thế giới nếu so với tiểu thuyết loại không võ đẳng cấp thế giới muốn cao viết tiểu thuyết loại võ thấp hắn cụ hiện ra vật phẩm sẽ so với viết tiểu thuyết loại võ cụ hiện ra vật phẩm tốt hơn tiểu thuyết loại vũ khí thấp nổi tiếng nhất cũng chỉ có mấy vị kia lương vũ sinh kim dung cổ long hoàng dịch ôn thụy an ngoại trừ bọn họ ra còn có một đoạn ngắn chén rượu nhạn phi tàng nguyệt thiên của vương Tình Xuyên cùng với ba bộ khúc công luân của Phượng Ca hay là thêm thiên hành kiện. Anh hùng chí. Đầu tiên loại trừ chính là Cổ Long. Cũng không phải nói Cổ Long tiểu thuyết viết không tốt, mà là hắn viết tiểu thuyết quá hiện đại hóa, trọng ý cảnh, rất bạch thoại như là văn xuôi. Tiểu thuyết của Cổ Long quá vượt mức, người thời đại này không nhất định nể mặt, bước chân quá lớn kéo đến trứng. Ông Thụy An có chút bắt trước cổ lông, đương nhiên sau đó hắn tự thành một phái, tiểu thuyết của hắn có chút trào lưu mới, tạm thời loại trừ. Thiên hành kiện Anh hùng chí Cá nhân từ nhạc không thích lắm, loại trừ. Công luân ba bộ khúc, cũng rất thích, bên trong thiên tử vọng khí thuật cùng rất nhiều công pháp cũng là rất hấp dẫn người, bất quá quyển tiểu thuyết này giá trị vũ lực so với tiểu thuyết võ hiệp bình thường cao hơn, có thể là trung võ hoặc là cao võ tiểu thuyết hiện tại không nhất định viết. Từ nhạc thử viết một chút, phát hiện đầu có chút đau, hắn biết ba bộ khúc côn luân mình tạm thời không viết được. Tiểu thuyết của Lương Đại Hiệp có chút không hợp khẩu vị của từ nhạc, đợi định trước, dù sao hành văn của Lương Đại Hiệp rất cổ điển, phi thường thích hợp với độc giả cổ đại. Tiểu thuyết của Kim Dung lão gia tử vô luận là chất lượng hay là sức ảnh hưởng đều là đệ nhất, cái này không thể nghi ngờ. Đến cuối cùng vẫn phát hiện Kim Dung lão gia tử đủ ổn định, phi tuyết liên thiên xạ bạch lộc, tiểu thư thần hiệp ý bích uyên. Vậy, nên viết tác phẩm nào của ông Kim Dung đây? Cuối cùng, từ nhạc vẫn lựa chọn xạ điêu anh hùng truyện. Bởi vì nhân vật chính quách tỉnh của xạ điêu đủ chính trực, đừng thấy hắn nhìn qua ngây ngô, nhưng rất phù hợp với giá trị quan của độc giả thời đại này. Độc giả cổ đại cũng không giống độc giả hiện tại, khẩu vị dưỡng điêu, yêu cầu không thánh mẫu, sát phạt quyết đoán, ngươi trừng mắt liếc ta một cái ta giết cả nhà ngươi. Nhân vật chính quách tỉnh này rất thích hợp với độc giả thời đại này. Về phần những nhân vật chính khác của Kim Thư, Dương Quá Quá phản nghịch kém bình luận, Trần Gia Lạc đưa nữ kém bình luận, Thạch Phá Thiên Ngốc tử kém bình luận, Lệnh Hồ Xuân Cà Lơ Phất Phơ kém bình luận, Trương Vô Kỵ do dự không quyết đoán kém bình luận, Vi Tiểu Bảo mồm mép trơn tru kém bình luận, Địch Vân cả đời quá bi khổ kém bình luận. Tính tới tính lui, vẫn là quách tỉnh thích hợp nhất. Quách tỉnh thuộc về nhân vật chính tông của huyền môn, nhìn qua ngây ngô, kỳ thực đại trí giả ngu, người cho dù không thích, cũng sẽ không chán ghét hắn. Võ công của hắn, giống như thái độ làm người của hắn, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ, kỳ thực càng già càng yêu. Trên thực tế, địch vân cũng rất thích hợp, địch vân cả đời rất đau khổ. Nhìn chung tất cả sách của Kim Dung, địch vân cũng là nhân vật chính bi thương nhất, cho dù là chó tạp chủng thạch phá thiên cũng hạnh phúc hơn hắn nhiều bởi vì liên thành quyết là tụ tập tất cả ác niệm của kim dung cơ hồ toàn bộ thiên đều không có người tốt sự xấu xí của nhân tính ở trong quyển sách này triển lộ không thể nghi ngờ mà địch vân làm người tốt ở một thế giới ác ý như vậy tự nhiên là bị chơi hỏng rồi có thể nói từ đầu tới đuôi địch vân tam quan một mực bị trọng tố đến câu chuyện cuối cùng dường như chiếm được bạch phú mỹ thủy sanh lòng vui nhưng sự thật thật sự là như thế sao trước không nói hắn có phải thật sự yêu thủy sanh hay không chỉ nói hắn muốn nuôi nữ nhi tình địch điểm này phỏng chừng sẽ làm cho hắn sụp đổ nữ nhi tình địch vẫn khóc mà hắn chẳng quan tâm liền biểu đạt đầy đủ tâm tình của hắn khi đó phỏng chừng hắn cuối cùng muốn nói một câu ta kháo tác phẩm bi kịch này rất có thị trường thời cổ đại ví dụ như đậu nga oan đậu nga oan là nguyên tạp kịch cũng là tác phẩm văn học nhưng từ nhạc không muốn viết tiểu thuyết bi kịch như vậy chính mình nhìn cũng chán ghét hơn nữa trong liên thành quyết chỉ có một bộ thần chiếu kinh xem như tuyệt học so với xạ điêu anh hùng truyện thì kém xa ổn thỏa một chút vẫn là lựa chọn xạ điêu anh hùng truyện hết chương này chương 4 ác như vậy sao bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương 4 ác như vậy sao từ nhạc vừa định nhớ lại nội dung xạ điêu anh hùng truyện từng phụ đề hiện ra trong đầu hắn thật không hổ là ngón tay vàng của ta quá có lực nước sông tiền đường mênh mông ngày đêm vô cùng không ngừng vọng qua thôn ngư gia lâm an chảy về phía đông vào biển bên bờ sông có mấy chục cây bách đen lá đỏ như lửa thiêu chính là tháng 8. trước thôn sau thôn cỏ dại vừa mới bắt đầu biến vàng một vệt tà dương chiếu rọi dưới càng tăng thêm vài phần tiêu điều dưới hai gốc cây tùng lớn vây quanh một đống thôn dân nam nữ nữ cùng mười mấy tiểu hài tử, đang tập trung tinh thần nghe một lão giả gầy gò nói chuyện. Người nói chuyện kia chừng 50 tuổi, một kiện vải xanh trường bào sớm tẩy đến rút thành màu xanh xám cho. Bút lông viết chữ rất khó khăn, hơn nữa còn là chữ phồn thể, vậy thì càng khó khăn. Nhưng bởi vì có tiểu thuyết gia ngón tay vàng trợ giúp, từ nhạc viết rất nhanh. Khi viết đến sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, Tây Hồ ca múa khi nào thì nghỉ, từ nhạc đột nhiên phúc chí tâm linh, trong đầu có vần sáng lóe ra. Từ nhạc giống như là tiến vào cảnh giới quên mình, cẩn thận tỉ mỉ viết xạ điêu anh hùng truyền. Hắn đứng ở trước bàn đá, tay phải quơ bút lông viết chữ, liền mạch lưu loát, hai mắt có thần, trạm trạm tỏa sáng. Một lát sau, ý thức của hắn hơi tỉnh táo lại, hắn nhận ra có gì đó không đúng. Ta vừa rồi là làm sao vậy? Hắn cảm thấy phi thường không thích hợp, vừa rồi chính mình viết chữ tự hồ phi thường thông thuận giống như thần trợ bình thường từ nhạc có thể cảm giác được chính mình chỉ cần vừa suy nghĩ cả quyển xạ điêu anh hùng truyện ăn nội dung liền một chữ không lọt hiện ra ở trong đầu của hắn đây là một loại cảm giác rất kỳ diệu chỉ có thể hiểu không thể nói thành lời dưới ngòi bút sinh hoa dưới ngòi bút như có thần từ nhạc có chút kinh ngạc nói ta đây là lĩnh ngộ văn khí sao từ nhạc như có điều suy nghĩ nói. Người đọc sách ở phương thế giới này thông qua lĩnh ngộ văn khí, mượn hạo nhiên chính khí trong thiên địa tiến hành công kích. Văn nhân lĩnh ngộ văn khí, yêu tà bình thường không dám xâm phạm. Nếu lại lĩnh ngộ văn tâm cùng văn đảm, thậm chí có thể vẽ địa lao, rải đầu thành binh, phi thường đáng sợ. Như vậy một cái thế giới thần thoại, vô luận là người, là yêu, là nho, là võ giả, hay là tiên, đều cường đại đến cực điểm ai cũng không dám nói ổn định ai. Có tiên nhân hạ giới, bị võ thánh dùng bổ thiên thần trưởng đánh chết. Quyển sách võ thánh nguyên hình là thiên tiên phối bên trong lưu đại hiệp, hắn là học, phích lịch thần trưởng, hiện đổi thành, phát thiên thần trưởng, giá không thế giới, chính là như vậy tùy hứng. Có cường đại võ giả, bị một cái tiểu quỷ, cho hút khô dương khí đến chết. Có đại yêu cường hãn bị đạo sĩ dùng ngũ lôi chú giết chết. Thế giới này rất nguy hiểm, một vật hàng một vật yêu quái có thể giết chết võ giả võ giả có thể giết chết tiên nhân tiên nhân có thể trấn sát yêu ma ở cái thế giới nguy hiểm này từ nhạc nội tâm rất có cảm giác cấp bách hắn muốn nhanh lên đem tiểu thuyết viết ra để cho càng nhiều người nhìn thấy từ đó để cho mình cụ hiện ra bảo vật công pháp tăng lên chính mình năng lực tự vệ từ khai đi vào phòng ốc nhìn thấy từ nhạc ở bên kia viết chữ hắn luôn cảm thấy từ nhạc thay đổi trở nên uy nghiêm hơn so với trước kia hắn chính là đứng ở nơi đó viết chữ lại làm cho người ta không dám khinh thường kỳ quái hai ngày không gặp trên người nhạc nhi sao lại có biến hóa lớn như vậy bất quá đây cũng là chuyện tốt nhạc nhi thư cục ta đã thu mua tiểu thuyết của ngươi khi nào thì viết xong từ khai thành lập thiên hạ thư cục về sau lại đem chung quanh mấy cái thư cục thôn tính hiện tại thiên hạ thư cục đã trở thành tam tinh thành đệ nhất thư cục nhanh như vậy từ nhạc có chút giật mình hiệu suất làm việc của cha mình quá nhanh cũng đúng phụ thân ta là người giàu nhất tam tinh thành trực tiếp dùng tiền mở đường hiệu suất làm việc tự nhiên nhanh từ nhạc càng cảm thấy may mắn mình sống lại đến cái nhà này cha con đã viết xong rồi lát nữa cho cha xem qua một chút từ nhạc nhạc phụ thân của hắn từ khai đã từng cũng là một vị đồng sinh biết chữ có nhất định giám định và thưởng thức năng lực được để tôi xem cậu viết thế nào từ khai đối với tiểu thuyết từ nhạc viết đồng dạng tò mò vô cùng nhạc nhi rốt cuộc viết tiểu thuyết gì chẳng lẽ là ngôn tình thoại bản thời đại này thịnh hành chính là ngôn tình thoại bản phần lớn đều là chuyện xưa của thư sinh nghèo cùng tiểu thư nhà giàu bởi vì viết loại chuyện xưa này đều là thư sinh nghèo bọn họ tự nhiên ý dâm chính mình có thể cưới bạch phú mỹ đi lên đỉnh cao nhân sinh từ khai cầm bản thảo đọc lên xạ điêu anh hùng truyện mở màn nói toàn chân phái khâu xử cơ bởi vì giết chết hán giang vương đạo càng bị quan binh truy sát chạy trốn tới một thôn nhỏ ở giang nam ngưu gia trang cùng yêu nước nghĩa thổ quách khiếu thiên cùng dương thiết tâm ẩn cư ở chỗ này nhất kiến như cố khâu xử cơ lấy tỉnh khang đặt tên cho đứa con sắp sinh của hai người cũng để lại một đôi đoạn kiếm làm tín vật có chút ý tứ seo cai đã bị cuốn hút bởi câu chuyện này nếu là người hiện đại xem xạ điêu anh hùng truyện, sẽ cảm thấy cái này mở đầu dông dài, nhưng là ở người cổ đại đến xem, vẫn là rất mới mẻ độc đáo. Từ khai tiếp tục quan sát, nội dung vở kịch kế tiếp là Quách Khiếu Thiên vì yểm hộ Dương Thiết Tâm bị người sát hại, mà Dương Thiết Tâm bởi vì bảo vệ chị dâu bị trọng thương, cùng vợ con chia lìa. Đoạn này viết cực kỳ nhiệt huyết, độc giả đời sau có lẽ đã tập mãi thành thói quen, nhưng từ khai xem nhiệt huyết sôi trào. Đây gọi là đại trượng phu. Từ khai hết sức tán thành quách khiếu thiên cùng với dương thiết tâm trung nghĩa. Người cổ đại về cơ bản rất mộc mạc, cũng không có bao nhiêu thờ phụng giá trị quan, người không vì mình trời tru đất diệt. Đối với năm nhi thiết huyết trung can nghĩa đảm, bọn họ hết sức bội phục. Từ khai đọc đến đây bỗng nhiên cảm thấy hào khí sinh phát, đồng thời lại bất giác vì nhân vật trong sách mà cảm thấy bi thắng. Vợ của hai vị nghĩa sĩ đều sống sót, hơn nữa đều tự mang thai hài tử, điều này lại làm cho độc giả cảm thấy vạn phần chờ mong hai đứa nhỏ này tương lai thế nào bọn họ sẽ gặp nhau sao từ khai bức thiết muốn biết nội dung vở kịch phía dưới nhưng hết rồi tình tiết đến đây sẽ không còn từ khai xem như hiểu được hàm nghĩa của ba chữ đoạn chương cẩu trong lòng của hắn giống như là bị người cù lét bình thường bức thiết muốn biết kế tiếp nội dung vở kịch con trai kia con có thể tăng tốc một chút hay không mẹ cảm thấy quyển tiểu thuyết này rất hay từ khai dùng ánh mắt khát vọng nhìn từ nhạc từ nhạc bất đắc dĩ nói phụ thân con đã ngày càng vạn chữ rồi hắn ở kiếp trước thường xuyên ba ngày đánh cá hai ngày phơi lưới chỗ nào giống như bây giờ chịu khó như vậy nếu không là vì đạt được một ít kỹ năng bảo trụ mạng nhỏ của mình hắn mới sẽ không như vậy ra sức viết sách dù sao mỗi ngày anh cũng không có chính sự gì không bằng ở nhà viết tiểu thuyết viết tiểu thuyết giống như trâu cày ruộng, có người ở phía sau cầm roi gia quất, liền chịu khó. Từ khai nói. Từ nhạc. Phụ thân, ác như vậy sao? Từ nhạc đáng thương nhìn từ khai. Ha ha, chỉ đùa thôi, làm sôi động bầu không khí một chút. Ta làm sao có thể cam lòng đánh ngươi chứ? Nhiều nhất, không cho ngươi ngủ nướng, chờ rạng sáng, dùng nước hắt ngươi tỉnh. Từ khai nhìn chầm chầm từ nhạc nhạc phụ thân, con nhất định sẽ cố gắng viết sách. Từ nhạc nói. Hết chương này. Chương 5 Đọc sách nhìn cử chỉ điên rồ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 5 Đọc sách xem ma giật mình. Thiên hạ thư cục chính thức khai trương. Tiếng pháo nổ đùng đùng vang lên trước cửa thư cục thiên hạ, điều này cũng hấp dẫn sự chú ý của quần chúng xung quanh. Từ nhạc mặt trường sam màu xanh, Cả người nhìn qua Mi Thanh Mục Tú, hắn nói với người qua đường chung quanh: "Hôm nay là ngày Thiên Hạ thư cục khai trương, các vị có thể vào trong đó thử đọc miễn phí. Bỉ Nhân bất tài, viết một quyển xạ điêu anh hùng truyện, các vị có thể giám định và thưởng thức một chút, thuận tiện cho ta ý kiến." Bài phát biểu của Từ Nhạc thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Từ Nhạc ở Tam Tinh Thành là một danh nhân, hắn là con trai của người giàu nhất, còn là tú tài gia thế giàu có lại có tài nhân khí phi thường cao đó không phải là từ công tử sao hắn viết tiểu thuyết thì sao hảo hảo tú tài chính sự không làm viết cái gì tiểu thuyết không làm việc đàng hoàng chung quanh rất nhiều nho sinh nghị luận ở trong cảm nhận của nho sinh làm người đọc sách hẳn là lấy sách luận khoa cử làm mục tiêu chủ yếu mà không phải viết tiểu thuyết gì chỉ có những người đọc sách lăn lộn không nổi mới có thể viết một ít sách ngôn tình Thiên hạ thư quán. Đây là thư viện mà tự nhạc mở. Thiên hạ thư quán, danh tiếng thật lớn a. À. Sau khi Ngụy Đắc Lộc đi vào thư quán, nhân viên cửa hàng lập tức tiến lên. Ngụy thiếu gia, mua sách không? Nhân viên cửa hàng biết Ngụy Đắc Lộc, vì công tử này và công tử nhà mình là bạn tốt. Hai người cùng đi thuyền hoa, sau đó cùng nhau bệnh nặng mà về. Ta trước tùy tiện xem một chút. Ngụy Đắc Lộc quan sát bố cục xung quanh. Thiên hạ thư cục rất rộng rãi, trên giá sách đặt rất nhiều sách. Thời đại này, kỹ thuật in ấn điêu khắc còn chưa phát minh, mỗi một quyển sách phải nhân công sao chép, tốn thời gian tốn sức, cho nên sách vô cùng quý giá. Ngụy Đắc Lộc xem qua một ít đạo gia cùng mặt gia kinh điển thư tịch về sau, hắn liền không có việc gì đứng lên, đột nhiên, trước mắt hắn sáng ngời, hắn phát hiện một quyển kỳ lạ thư tịch quyển sách này lại tản ra ánh sáng yếu ớt hắn đương nhiên biết cái này yếu ớt quang mang là cái gì đây là lĩnh ngộ văn khí biểu hiện chúa ơi chẳng lẽ vị hảo hữu kia của ta đã lĩnh ngộ văn khí trong lòng ngụy đắc lộc tràn ngập không thể tưởng tượng nổi xạ điêu anh hùng truyện ngụy đắc lộc nhìn thấy mấy chữ trên bìa từ nhạc hắn lại nhìn thấy ba chữ kia đây là tiểu thuyết nhạc nhạc viết Ngụy Đắc Lộc càng thêm tò mò. Hắn nhìn giá cả quyển sách này một chút, không khỏi chấn động. Còn rất trẻ. Giá của cuốn sách này chỉ cần 10 xu. Cái giá này tuyệt đối phi thường rẻ, hiện tại sách sao chép nhân tạo phi thường đắt. Tiền đường sông hào hào nước sông, ngày ngày đêm, vô cùng không ngừng từ lâm an ngưu gia thôn biên vọng qua, Đông lưu vào biển. Bờ sông một loạt mấy chục cây ô bách, lá cây như lửa đốt như hồng, chính là tháng 8 thiên thời mở đầu đã hấp dẫn ngụy đắc lộc quyển sách này rất có đặc điểm phương diện văn tự có chỗ độc đáo ngôn ngữ thông tục dễ hiểu trôi chảy linh hoạt sinh động không có bất kỳ chữ khó nhận biết nào từ khó hiểu và câu khó hiểu tính động tác của ngôn ngữ mạnh mẽ cực thiện cấu trúc cảnh tượng kịch tính có một loại cảm giác tốc độ khiến độc giả quên hoặc bỏ qua chữ viết mở đầu là thuyết thư trương thập ngũ kết hợp tự do giữa người kể chuyện người nghe độc giả tác giả tự do ra vào với cảm giác lâm trận sinh động chân thật thỏa mãn nguyện vọng làm rõ chân tướng của độc giả đánh thức hình tượng nhân vật tiềm tàng trong cảm nhận của độc giả viết hay lắm sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu tây hồ ca múa khi nào thì nghĩ đây là bạn tốt của tôi viết bởi vì thế giới này từ thời hán đã bắt đầu rẽ ngoặt cho nên bài thơ này cũng không có xuất thế điều này cũng trở thành sáng tạo của từ nhạc ngụy đắc lộc sau khi đọc xong tràn đầy đồng cảm khi còn trẻ phi thường anh minh khai sáng thiên nguyên thịnh thế nhưng đến tuổi già ham hưởng lạc dẫn đến dân chúng lầm than toàn bộ quốc gia dưới ảnh hưởng của hắn cũng đều trầm mê vui chơi người đọc sách thường xuyên đi kỷ viện mỹ danh tề nhật học đòi văn vẽ kỳ thực là sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu tây hồ ca múa khi nào thì nghĩ thật sự là nói trúng tim đen tiếp tục nhìn xuống lần thứ hai Giang Nam thất quái. Tiêu đề này khiến Ngụy Đắc Lộc rất khó hiểu, Giang Nam thất quái là cái quỷ gì? Hắn rất nhanh liền biết Giang Nam thất quái là cái gì, đây là bảy người. Anh tiếp tục đọc, anh hùng xạ điêu. Khâu sử cơ nói. Được, ta kính bảy vị mỗi người một ngụm rượu. Các vị uống rượu rồi đưa tay ra. Nói xong tay phải trầm xuống, đặt vải đồng thấp xuống, há mồm ở trong vải uống một ngụm rượu lớn, kêu lên mời đi. Tay rung lên, cái vải đồng kia lại bay về phía Trương A Sinh. Trương A Sinh nghĩ thầm. Nếu lại dơ vải đồng lên đỉnh đầu như vừa rồi, làm sao có thể uống rượu được, lúc này lui ra sau hai bước, hai tay chắn trước ngực, đợi vải đồng bay tới, hai tay hướng ra ngoài một phần, vải đồng đang đụng vào ngực. Hắn sinh ra mập mạp, ngực chồng chất đều là thịt mỡ, giống như một cái đệm mềm nâng vải đồng, lập tức vận khí, cơ ngực bắn ra phía ngoài đã đem vải đồng bay tới thế ngăn trở, hai tay vây quanh, ông chặt lấy vải đồng, cúi đầu ở trong vải uống một ngụm rượu lớn, khen. Rượu ngon. Hai tay đột nhiên rút về, để ở trước ngực, vài đồng chưa rơi xuống, đã là một chiêu song chưởng dời núi, đem vải đồng mãnh liệt đẩy ra. Một chiêu này kinh đạo vừa đủ, biến chiêu lại nhanh, chính là công phu cao minh của ngoại gia. Hoàng Nhan Hồng Liệt ở một bên nhìn đến âm thầm kinh hải. Wow, thật đặc sắc quá đẹp mắt thật không ngờ vị huynh đệ kia của ta còn có bản lĩnh bậc này ngụy đắc lộc đọc đến chỗ đặc sắc mãnh liệt vỗ một cái đùi của mình thần sắc phi thường cao vút hành động như vậy của hắn cũng khiến cho người khác chú ý ngụy đắc lộc cùng từ nhạc giống nhau đồng dạng là xuất thân từ nhà phú thương đồng dạng là tú tài ở địa phương ít có nhân khí đó không phải ngụy đắc lộc sao sao hắn lại kích động như vậy hắn đang nhìn cái gì những nho sinh khác đều tò mò nhìn Ngụy Đắc Lộc. Nhân viên cửa hàng quan tâm đi tới trước mặt Ngụy Đắc Lộc. "Ngụy công tử, có chuyện gì sao?" Ngụy Đắc Lộc ngay cả đầu cũng không ngẩng lên, trực tiếp khoác tay nói: "Ta không sao, chỉ là đọc đến mê mẩn." Lời nói của Ngụy Đắc Lộc hoàn toàn đốt cháy lòng hiếu kỳ của nho sinh xung quanh. Cuốn sách nào có sức hấp dẫn lớn như vậy? Sách gì có thể khiến Ngụy Tú Tài trầm mê? mấy vị nho sinh không hẹn mà cùng đi tới ngụy đắc lộc bên người bọn họ đến cũng không có khiến cho ngụy đắc lộc chú ý hắn đã hoàn toàn đắm chìm trong thế giới của mình mấy nho sinh chung quanh trận tròn mắt vị này là ma giật mình đi nhìn thấy bộ dáng này của ngụy đắc lộc bọn họ đối với sách ngụy đắc lộc đọc càng thêm tò mò hắn ngược lại muốn xem rốt cuộc sách gì có thể mê hoặc ngụy đắc lộc thành cái dạng này xạ điêu anh hùng truyện Họ nhìn thấy cái tên mà Ngụy Đắc Lộc đang đọc. Đây không phải là quyển sách từ Nhạc viết sao? Quyển sách này thật sự đẹp như vậy. Ngụy Đắc Lộc không phải là từ Nhạc nhờ vả chứ? Bọn họ hầu nghi nhìn về phía Ngụy Đắc Lộc, bọn họ đều biết quan hệ giữa Ngụy Đắc Lộc và Từ Nhạc, hai người này chính là bạn tốt cùng trường, quan hệ vô cùng thân thiết, Ngụy Đắc Lộc ủy thác cho Từ Nhạc cũng không phải không có khả năng. À, ta ngược lại muốn xem quyển sách này có chỗ nào thần kỳ lại có thể làm cho một vị tú tài trầm mê. Lấy tâm trí của ta, tuyệt đối sẽ không trầm mê trong đó. Mấy vị nho sinh thề son sắc nói. Hết chương này. Chương 6 Hấp dẫn bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 6 hấp dẫn. ngụy Đắc Lộc đã hoàn toàn bị xạ điêu anh hùng truyện hấp dẫn, trầm mê trong đó, người chung quanh nói chuyện, hắn một mực không biết. Lần thứ ba đại mạc bảo cát đến nơi này, hai lần trước trên cơ bản đã hoàn thành bước đệm, ở trong lần này, rất nhiều chuyện đều ầm ầm triển khai. Sau khi khâu xử cơ biết được tin tức hai nhà bị hại, một đường tiến hành điều tra hung thủ, phát sinh hiểu lầm với thất quái giang nam. Song Phương không đánh không quen biết, định ra đánh cuộc. Phân biệt tìm kiếm hậu nhân của Dương, quách và truyền thụ võ công cho bọn họ, 18 năm sau tỷ thí cao thấp ở túy tiên lâu. Giang Nam thất quái nghĩa bạc vân thiên, Xúc động đồng ý. Lý Bình mang theo nhi tử sinh hoạt ở Đại Mạc, lúc quách tỉnh 6 tuổi, bởi vì liều mạng cứu trợ triết biệt cùng mông cổ binh gặp nhau, thiết mộc chân yêu quý triết biệt thần dũng, thưởng thức quách tỉnh trung nghĩa, đem hai người mang về bộ lạc. Thời gian vội vã, quách tỉnh đã 6 tuổi. Hắn được thiết mộc chân thưởng thức, ở trên thảo nguyên đã có một ít danh tiếng. Ngoài ra, quách tỉnh còn đi theo thần xạ thủ triết biệt học tiễn thuật, theo nội dung vở kịch từng chút từng chút đẩy mạnh, Ngụy Đắc Lộc hoàn toàn bị anh hùng xạ điêu hấp dẫn. Quá đẹp mắt. Ngụy Đắc Lộc đối với tương lai của Quách Tỉnh vô cùng tò mò, hắn rất muốn biết tương lai Quách Tỉnh sẽ trở thành nhân vật như thế nào. Hắn sẽ ở 18 năm sau trong luận võ thắng được sao? Một mực sắp giữa trưa, Ngụy Đắc Lộc rốt cục vỗ chân nói. Biết trước hậu sự như thế nào, lại nghe hạ hồi phân giải. Vậy là hết rồi ngụy đắc lộc có một loại buồn bã mất mát cảm giác hắn bức thiết muốn biết kế tiếp nội dung vở kịch phát triển hắn chất vấn nhân viên cửa hàng nói sao lại không có quyển tiếp theo đâu quả nhiên là ma giật mình nhân viên cửa hàng nhìn thấy biểu tình này của ngụy đắc lộc liền biết đối phương giật mình công tử nhà ta chỉ viết một quyển này nếu muốn xem quyển tiếp theo phải đợi một tuần sau nhân viên cửa hàng giải thích anh chỉ cảm thấy tâm thật mệt mỏi Nghe Tiểu Nhị nói như vậy, Ngụy Đắc Lộc trên mặt tràn đầy thất vọng, nhìn quyển sách trong tay, đột nhiên cảm thấy chỉ xem một lần cũng không đã nghiền, hẳn là cầm về nhà xem lại mấy lần, vì thế nói với Tiểu Nhị. "Quyển sách này ta mua lại." "Có thể, chỉ cần 10 đồng là được." Nhân viên cửa hàng lại nhìn về phía những nho sinh khác trong tiệm, mấy người vừa rồi thề son sắt nói mình sẽ không trầm mê kia, thần sắc không ngừng biến ảo, thỉnh thoảng nhíu mày, thỉnh thoảng vui sướng rõ ràng là bị tình tiết trong sách hấp dẫn anh ấy cảm thấy buồn cười ngày hôm sau từ nhạc tỉnh lại ngươi đạt được một số cung tiễn ngươi thu được một trăm lượng bạc ngươi đạt được thần tiễn thuật đây đều là từ nhạc từ trong tiểu thuyết hiện ra từ nhạc xem buồn bực không thôi ngươi ngược lại là cho ta hiện ra một ít công pháp a à, ta thật mạnh lên sau khi buồn bực hắn lại bắt đầu tính toán thu hoạch của mình một số cung tên có thể phòng thân. Một trăm lượng bạc, cũng không phải là một con số nhỏ, có thể coi như tiền tiêu vặt. Thần tiễn thuật này hẳn là đến từ tiễn thần triết biệt, sau khi từ nhạc dung hợp thần tiễn thuật, rất nhiều kỹ xảo bắn tên dung nhập vào trong đầu hắn. Từ nhạc tự tin, mình có thể dương cung bắn ngỗng rồi. Coi như là thu hoạch không tệ, để cho hắn có được lực tự vệ nhất định. Sáng sớm hôm sau, Ngụy Đắc Lộc liền đi tới Thiên Hạ Thư Quán, hắn muốn xem hạ sách xạ điêu anh hùng truyện có tới hay không thế nhưng đi vào thiên hạ thư cục cả người hắn đều sợ ngay người bởi vì đã có vài người vây quanh ở nơi đó xem xạ điêu anh hùng truyện những người này nhìn say sưa lúc thì nhíu mày lúc thì ngửa mặt lên trời thét dài hồn nhiên không để ý ánh mắt khác thường của người chung quanh nhân viên cửa hàng có chút ngơ ngác nhìn những người này những người này cũng giật mình sao quyển sách kia rốt cuộc có cái gì hay để xem mấy người vừa quan sát vừa thảo luận bầu không khí kia vô cùng nhiệt liệt chỉ chốc lát sau mấy người liền quen thuộc quyển xạ điêu anh hùng truyện này thật sự là quá đẹp mắt trước kia xem ngôn tình hòa bản cảm thấy rất đẹp mắt hiện tại xem xong xạ điêu anh hùng truyện về sau thật muốn chăm chọc trước kia xem cái gì đồ chơi rộng rãi cử tác miêu tả quá chân thật làm cho người ta lạc vào cảnh giới kỳ lạ giống như sinh hoạt tại xạ điêu anh hùng truyện hiện tại đặc biệt chờ mong thiên tiểu thuyết này sau tình tiết phát triển, chờ mong 18 năm sau hai người luận võ, cũng chờ mong quách tỉnh có thể mau chóng cường đại lên. Vậy khúc tam người què đi hoàng cung trọng tranh, chân nhân không lộ tướng nha. Cổ nhân nói hồng nhan hòa thủy, thành không lấn ta, bao tích nhược chính là người như vậy, trường phu vừa chết, liền ở cùng một chỗ với một người không rõ lai lịch, thật sự là không biết xấu hổ. Cũng không thể nói như vậy, Nàng là một nữ tử yếu đuối trong loạn thế thì có thể như thế nào? Loạn thế như đồng lô, chúng sinh đều khổ. Bao dung nhược, người cũng như tên, phi thường nhu nhược, nàng thổi nhỏ liền tâm địa nhân từ, chỉ cần nhìn thấy bị thương chim sẻ, gà đồng, thậm chí côn trùng kiến các loại, nhất định mang về nhà thỏa đáng nuôi nấng, thẳng đến thương lành, lại thả về ruộng đồng, nếu là trị liệu không tốt, sẽ cả ngày không vui, chỉ tiếc lúc này đây nàng thương tiếc không nên thương tiếc người không thể hoàn toàn trách bao dung yếu đuối, cửa nát nhà tan, đưa mắt không quen, lại mang thai, cho rằng trượng phu đã chết, hồng liệt lại là ân nhân cứu mạng, vì vậy theo hắn một đường bắt thượng, không thể làm gì. Bao tích nhược, đừng nói đến nàng, nữ tử này hết thuốc chữa, chính là hồng nhan hòa thủy, trên tay nàng có chủy thủ, như thế nào không dùng tay đâm kẻ thù. Sau khi giết chết hoàng nhan hồng liệt, nàng là một tiểu thương nhà giàu, kỹ năng gì cũng không biết, nên sinh tồn như thế nào. Quách tỉnh học được tiễn thuật, chẳng lẽ sau này muốn tranh bá thiên hạ? Có khả năng, dù sao quyển sách này gọi là xạ điêu anh hùng truyện. 18 năm sau, Gia Hưng luận võ, Quách tỉnh sẽ thắng sao? Thật muốn biết tình tiết câu chuyện phía dưới. Mấy vị độc giả thảo luận rất nhiệt liệt. Mấy nho sinh xung quanh nghe bọn ngụy Đắc Lộc thảo luận, cười nhạo. Các ngươi thân là người đọc sách, không tư tiến thủ, cả ngày trầm mê trong tiểu thuyết, thật đáng buồn thật đáng buồn. Bọn Ngụy Đắc Lộc đều là ánh mắt giận dữ, lúc bọn họ đọc sách, luôn không khỏi coi mình là nhân vật chính trong câu chuyện, đã sớm yêu thích quyển sách này, giờ phút này nghe được người này nói như thế, sao có thể không giận. Các ngươi nếu là xem quyển sách kia, chỉ sợ so với chúng ta còn muốn xa vào. Ngụy Đắc Lộc trả lời lại một cách mỉa mai. Làm sao có thể, ta một lòng truy mộ thánh hiền đại đạo, làm sao có thể giống như các ngươi? bị tiểu thuyết hoang đường mê hoặc. Người nọ khinh thường nói. Nếu không, ngươi thử đọc xem. Ngụy Đắc Lộc nói. Thử thì thử. Người nọ vẫn vô cùng khinh thường. Buồn cười, các người nghĩ tôi sẽ bị những kẻ tà đạo này mê hoặc như các người sao? Tôi đọc sách Thánh Hiền, đọc văn chương Thánh Hiền, đã sớm dưỡng thành một viên văn tâm không vì ngoại vật mà động. Nhìn một chút thì có làm sao? Người này phi thường tự tin, hắn không tin mình sẽ bị xạ điêu anh hùng truyện mê hoặc. Hết chương này. Chương 7 Trên trời rơi xuống cái tiên nữ. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 7 Trên trời rơi xuống cái tiên nữ. À, ta mới sẽ không trầm mê trong đó. Vị nho sinh này rất là tự tin nói. Vị nho sinh này bắt đầu quan sát, hắn là ông ánh mắt phê phán nhìn. Hai lần trước xạ điêu anh hùng truyện, nội dung là Cuối năm Nam Tống, Quách Khiếu Thiên, Dương Thiết Tâm Gia ẩn cư ở Ngưu Gia Thôn Ngoại Ô Lâm An gặp tai họa bất ngờ, bị quan phủ Nam Tống cấu kết với Kim Quốc Vương Tử Hoàng Nhan Hồng liệt hại chết, Quách Phu Nhân Lý Bình, Dương Phu Nhân Bao Tích Nhược đã mang thai cũng song song mất tích. Tin dữ truyền đến, đạo sĩ toàn chân giáo khâu xử cơ bản tốt của Quách, Dương giận không kềm được, tiến hành truy sát hung thủ sát hại Quách, Dương. Hắn nhớ gia quyến bằng hữu thất lạc, bôn tẩu tìm hiểu khắp nơi ở lâm an không có kết quả tiếp theo lại bởi vì bị giang nhân đoạn thiên đức lừa gạt ở gia hưng cùng giang nam thất quái phát sinh xung đột lưỡng bại câu thương hai lần trước là làm nền lần thứ ba trực tiếp làm cho loại làm nền này tản ra hóa thành một cao trào nhỏ lần thứ ba bảo các sa mạc nói sau khi khâu xử cơ biết được tin tức hai nhà bị hại một đường tiến hành điều tra hung thủ phát sinh hiểu lầm với thất quái giang nam song phương không đánh không quen biết, định ra đánh cuộc. Phân biệt tìm kiếm hậu nhân của Dương, quách và truyền thụ võ công cho bọn họ, 18 năm sau tỷ thí cao thấp ở túy tiên lâu. Giang Nam thất quái nghĩa bạc vân thiên, xúc động đồng ý. Lý Bình mang theo nhi tử sinh hoạt ở Đại Mạc, lúc quách tỉnh 6 tuổi, bởi vì liều mạng cứu trợ triết biệt cùng mông cổ binh gặp nhau, thiết mộc chân yêu quý triết biệt thần dũng, thưởng thức quách tỉnh trung nghĩa, đem hai người mang về bộ lạc quách tỉnh từ đó theo triết biệt học bắn tên cũng kết làm huynh đệ với thiết mộc chân ấu tử lôi lôi nhìn nho sinh khi thì bóp cổ tay thở dài khi thì vỗ ngực đám người ngụy đắc lộc lộ ra biểu tình hiểu rõ bọn họ lúc trước cũng là như vậy vị nho sinh kia tỉnh táo lại vừa vặn nhìn thấy những nho sinh khác xoát 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 nhìn về phía mình mặt của hắn thoáng cái đỏ lên hận không thể tìm một cái khe chui vào đã nói không trầm mê kết quả xem đến nhập thần như vậy Vị nho sinh này ngượng ngùng ở lại chỗ này, hắn trực tiếp chạy trối chết. Trên đường trở về, hắn còn đắm chìm trong tình tiết câu chuyện. 18 năm sau gia hưng luận võ, ai thắng ai thua? Quách Tỉnh sẽ quét ngang thiên hạ sao? Bao Tích nhược sinh ra là con trai hay con gái? Thật hấp dẫn. Ha ha. Nhìn bóng lưng nho sinh chạy trối chết, đám người ngụy đắc lộc cười ha ha. Theo thời gian trôi qua, Quyển sách Xạ Điêu Anh Hùng Truyện này đã dẫn tới sự bàn tán rộng rãi ở Tam Tinh Thành. Có người cho rằng quyển sách này đẹp đến cực điểm, có người cho rằng quyển sách này không được thanh nhã. Tranh luận càng nhiều, quyển sách này càng hot, mãi cho đến sau này lửa khắp toàn bộ Tam Tinh Thành. Tam Tinh Thành, trong huyện Tôn Phủ. Quyển Xạ Điêu Anh Hùng Truyện này rất hot, trí tưởng tượng tuyệt vời, hành văn mênh mông bốn phía, làm cho người ta như lạc vào cảnh giới kỳ lạ, tống quốc trong đó rất giống đại ung ta. Người nói chuyện chính là huyện tôn đại nhân thạch khai của Tam Tinh Thành. Ngồi đối diện hắn là một người trung niên mặc nho sam, Tần Minh. Lai lịch của Tần Minh cũng không nhỏ, hắn từ nhỏ đã thông qua yếu nghĩa kinh điển của nho gia, có hoài bảo khẳng khái kim tế thiên hạ. Năm thiên nguyên thứ 8, đăng thái tề bản, đứng thứ 97 khoa trung ất, từ hàng nho, trở thành tiến sĩ, được đảm nhiệm làm ti lý quản đức quân tổng quân, trưởng quản tụng ngục, công việc vụ án, quan cư cửu phẩm. Sau đó, một đường lên chức, trở thành phó tể tướng, ngay tại gần đây, hắn bởi vì bất mãn tể tướng nắm giữ triều chính, bồi dưỡng đảng vũ, bổ nhiệm thân tín, hướng hoàng đế tiến hiến, bách quan đồ, đối với chế độ dùng người của tể tướng đưa ra phê bình gây gắt. Khuyên hoàng đế chế định chế độ, tự mình nắm giữ chuyện thăng chức quan lại. Tể tướng không cam lòng yếu thế, ngược lại châm biếm hắn cổ hủ, vu khống hắn vượt chức ngôn sự, cấu kết kết đảng, ly gián quân thần. Văn, lầm lẫn, giả dối. Trở lại quê cũ, hắn buồn bực không vui, liền thấy được xạ điêu anh hùng truyền, trong đó sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu, tây hồ ca múa khi nào thì nghĩ làm cho hắn sinh lòng đồng cảm. Chạng vạn tối, từ nhà cùng cha mẹ ăn cơm tối xong trở lại phòng mình. Thiếu gia, nước tắm đã chuẩn bị xong, ngươi buổi tối còn phải viết tiểu thuyết, để nô tỳ hầu hạ ngươi tắm rửa đi nha hoàng tiểu thúy ở trong phòng chờ đợi thấy từ nhạc trở về vội vàng cung kính nói từ nhạc không cự tuyệt hắn còn rất hưởng thụ cuộc sống ăn mòn này hai người một trước một sau đi vào phòng tắm thùng gỗ chứa đầy nước tắm ấm áp đặt ở trong phòng tiểu thúy thuần thục cởi quần áo trên người từ nhạc trong chốc lát từ nhạc đã cởi sạch trên người hơi có vẻ gầy gò tràn đầy cơ bắp hình giọt nước nhìn qua tràn ngập sức bật cùng vẻ đẹp dương cương của nam nhân trong khoảng thời gian này hắn ngoại trừ viết tiểu thuyết bên ngoài còn rèn luyện thân thể, hắn cũng không muốn lần nữa đột tử. Tiểu thúy đứng bên cạnh thẹn thùng không thôi, ánh mắt hữu ý vô ý nhìn lướt qua. Thân là tiểu cô nương 15-16 tuổi, chính là thời điểm thanh xuân ngây thơ, đối với chuyện nam nữ cũng có một chút hiểu biết. Đối với việc này từ nhạc cũng không biết cất bước bước vào trong thùng nước, tiểu thúy điều chỉnh tốt tâm tình cất bước tiến lên, bàn tay nhỏ bé trơn mềm bắt đầu mát xa cho cậu, từ nhạc thoải mái hơi nhắm mắt lại thật là một cuộc sống thối nát từ nhạc vô cùng hài lòng với cuộc sống hiện tại tuy rằng hiện tại không có điện thoại di động không có các loại phương tiện giải trí nhưng cũng không có các loại áp lực từ nhạc cảm thấy cuộc sống hiện tại rất tốt mã tự đó cũng là tự nguyện bởi vì có thể đạt được hồi báo phong phú còn nữa ở thế giới này nói không chừng có thể trường sinh nhìn lâu ngẫm lại đều có chút kích động Tiểu Thúy, ngươi ra ngoài chờ đi, ta tự mình tắm." Từ Nhạc nói với Tiểu Thúy. "Được, công tử." Tiểu Thúy cung kính nói. Trên bầu trời Tam Tinh Thành, một đạo quang ảnh giống như sao băng, rất nhanh chớp động. "Đó là cái gì?" "Lưu Tinh sao?" "Đó là phương hướng của từ gia." "Sáng quá." Cư dân Tam Tinh Thành nhao nhao ngẩng đầu nhìn lên không trung, một đám kinh ngạc không hiểu. Ngoài ra, Huyện Tôn Thạch Khai cũng bị kinh động, quan ấn trên tay hắn lấp lánh sáng lên, từng luồng quan khí trấn áp bốn phương. Tần lão, đó là cái gì? Thạch Khai tò mò nhìn về phía Tần Minh. Hắn biết Tần lão lợi hại, Tần lão chính là đại nho đương thời, đã sớm cô động văn tâm cùng văn đảm, có thể vẽ địa lao, rải đầu thành binh. Đó là trích tiên hạ giới. Tần Minh rất bình tĩnh nói. Thế đạo này thật sự là càng ngày càng không yên ổn loại không thái bình này không chỉ thể hiện ở trên triều đình còn có tiên giới những năm gần đây nhiều lần có trích tiên hạ giới trích tiên thạch khai quá sợ hãi đây chính là tiên nhân chân chính tuy rằng bị giáng chức xuống hạ giới nhưng thực lực cũng không phải chuyện đùa quanh một tiếng nóc nhà từ nhạc trực tiếp bị phá hư vùng gỗ bay tán loạn từ nhạc đang nhắm mắt dưỡng thần tắm rửa bị dọa nhảy dựng có đồng đất a Tại như thế nào xui xẻo như vậy? Vừa xuyên qua liền chết rồi. Ngay tại thời điểm từ nhạc miên mang suy nghĩ, một đạo thân ảnh phủ xuống trong ngực của hắn. Hết chương này. Chương 8 Ma Cô Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 8 Ma Cô từ nhạc kinh ngạc nhìn nữ tử trước mắt. Nữ tử này rất đẹp, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, mắt như thu thủy, mi như viễn đại nàng mặc quần áo màu xanh, tay áo tơ tầm tung bay, ba ngàn thanh ti rủ xuống, đèn nhánh mềm mại, khuôn mặt xinh đẹp trắng noãn như ngọc, da trắng nõn nà, lóe ra ánh sáng trong suốt. Khí chất trên người càng xuất trần như tiên, giống như cửu thiên tiên nữ, làm cho người ta không đành lòng khinh nhờn. Đẹp quá! Từ nhạc ngay dạy. Ở thế giới hiện đại, có rất nhiều mỹ nữ được xưng là năm ngàn năm mới gặp một lần, thế nhưng so với vị trước mắt này vẫn kém rất nhiều trên người nữ tử trước mắt ẩn chứa một cổ tiên khí từ nhạc từ trạng thái dại ra tỉnh táo lại hắn ý thức được tay mình còn đặt ở vị trí không nên đặt à một tiếng thét chói tai khác phát ra ma cô nghe dạy ta như thế nào xui xẻo như vậy bị người một cước từ tiên giới đạp xuống coi như xong vừa đến nhân gian đã bị người phi lễ công tử đã xảy ra chuyện gì ngoài cửa tiểu thúy lo lắng hỏi không sao, không sao." Từ Nhạc hồi đáp. Tiểu Thúy nghe được Từ Nhạc trả lời thì thở phào nhẹ nhõm. Lúc này, trong phòng, Từ Nhạc đang bị nữ tử trước mắt bóp cổ. Từ Nhạc nói: "Vì tiên tử này, ta thật không phải cố ý. Còn nữa, cái này cũng không thể trách ta, ta tắm rửa rất tốt, người rơi vào trong lòng ta, ta liền tùy ý sờ loạn một chút." Từ Nhạc cảm thấy rất ủy khuất, đây là chuyện gì vậy? Chính mình tắm rửa thật tốt, trên trời rơi xuống cái tiên nữ. Vị tiên nữ này nhìn qua rất đẹp mắt, tính tình lại vô cùng nóng nảy. Mà cô nghe được lời của Từ Nhạc, cảm thấy có đạo lý. Việc này thật đúng là không thể trách đối phương. Muốn trách thì trách Thái Bạch Kim Tinh. Một cước đã đem chính mình từ tiên giới đá xuống. Mà cô cảm thấy có chút ngượng ngùng, nàng buông tay ra, nhìn về phía Từ Nhạc, thấy đối phương vẫn là xích quả. Sắc mặt nàng hơi đỏ. Người mau mặc quần áo vào. Ma cô thành tiên là ngoại ý muốn, chỉ vì ăn phục linh liền phi thăng tiên giới. Ở trong tiên giới, nàng hòa mình với chúng tiên, chưa từng trải qua nam hoang nữ ái, tự nhiên cũng chưa từng thấy qua quả thể của nam giới. Từ nhạc không dám cãi lại mệnh lệnh của ma cô, rất lưu loát mặc quần áo của mình vào. Sau khi mặc quần áo vào, cả người từ nhạc nhìn qua mi thanh mục tú hắn hướng ma cô ông quyền nói tại hạ từ nhạc tự giới phủ còn chưa thỉnh giáo phương danh cô nương từ nhạc biết lai lịch nữ tử trước mắt không đơn giản nữ tử bình thường làm sao có thể từ trên trời giáng xuống ma cô thấy từ nhạc trịnh trọng như vậy trả lời ta tên ma cô là một ma cô có chút do dự lúc hạ giới thái bạch kim tinh nói cho nàng biết không nên tùy ý tiết lộ thân phận của mình là một nữ hiệp ma cô tùy ý tạo cho mình một thân phận ma cô trong lòng từ nhạc nổi lên sóng to gió lớn người khác không biết cái tên này ý vị như thế nào chẳng lẽ hắn còn không biết sao ở thế giới thần thoại tên gọi ma cô chỉ có vị kia nữ tiên ma cô còn được gọi là thọ tiên nương nương là một vị nữ thần trong thần thoại đạo giáo ảnh hưởng trong dân gian cực kỳ rộng rãi thế nhân vẫn luôn có kỳ vọng nhiệt liệt đối với trường thọ mà đạo giáo theo đuổi trường sinh làm nội dung chủ yếu cũng là như thế cho nên trong hệ thống thần tiên của đạo giáo trường thọ chi thần chia làm hai loại giới tính nam thần chính là bành tổ đại danh lừng lẫy mà nữ thần chính là ma cô nguồn gốc của vị nữ thần này rất sớm ghi chép cũng rất rõ ràng truyền thuyết ở khu vực phía đông trung quốc có một người họ vương học thức uyên bác từng đảm nhiệm chức quan chính phủ sau đó bắt đầu tu luyện thành thần tiên mùi mùi của hắn chính là ma cô bộ dạng phi thường xinh đẹp cuối cùng thành thần tiên tất nhiên có những truyền thuyết khác chẳng hạn như cô gái đã bay lên thành tiên bằng cách ăn phục linh văn lầm lẫn giả dối chờ một chút ngụy đắc lộc ma cô trong đầu từ nhạc linh quang chợt lóe trước đó hắn đã cảm thấy cái tên ngụy đắc lộc này có chút quen tai lúc ấy hắn không nhớ tới hiện tại ma cô xuất hiện hắn rốt cục nhớ tới lai lịch ngụy đắc lộc ngụy đắc lộc chính là lộc tinh chuyển thế một trong ba sao phúc lộc thọ phúc lộc thọ tam tinh là một trong những thần tiên được yêu thích nhất trong cảm nhận của lê dân bách tính cũng chỉ có phúc lộc thọ tam tinh chiếu rọi nhân gian mới có thể có khí tức vui sướng điềm lành phúc lộc thọ tam tinh có nhất định tinh thần chính nghĩa ở thiên đình là ba cái tiêu diêu tự tại tiêu sái không kiềm chế được thần tiên có rảnh liền trêu đùa tiên nữ ma cô còn uống trọng nàng vì vương mẫu nương nương chúc thọ dùng tiên tử, đem ma cô tức giận đến oa oa vương mẫu nương nương mở tiệc thọ tam tin lại bởi vì nhìn thấy ôn thần chăn nuôi niên thú vì họa nhân gian tam tin quyết định hạ phàm bắt được niên thú trả lại thiên hạ an định lập súng công huân lấy việc này để tranh thủ niềm vui của hoàng mẫu nương nương ngọc đế bắt đầu an bài dân gian vui mừng năm mới tam tinh bởi vậy càng được dân gian tôn sùng kính yêu, còn vì bọn họ xây miếu tam tinh tráng lệ, ca công tụng đức, đem bọn họ thổi phồng thành thần tiên được hoan nghênh kính yêu nhất thế gian, xếp hạng mười đại. Tam tinh đối với việc này cảm thấy đắc ý tự mãn, tự kiềm chế công cao vô cùng, từ nay về sau coi trời bằng vung, hùng hổ dọa người, ở thiên đình gây địch không ít, trong đó lấy thần tài táo thần cầm đầu, đối với tam tinh đặc biệt nhìn không vừa mắt. Trong miếu tam tinh hương khói cường thịnh, phúc lộc thọ tam tinh đối với nam nữ tín đồ hữu cầu tất ứng, ban thưởng con chúc phúc thêm tiền thêm thọ, từ đó về sau càng được thiện nam tín nữ sùng bái, lạnh nhạt với các thần tiên khác. Thần tài táo thần đứng mũi chịu sào, ở thế gian dần dần thất sủng, không ai hỏi thăm, hai thần không cam lòng, quyết định ở trước mặt Ngọc Đế tham tấu một quyển tam tinh. Ngọc Đế biết tam tinh ở thế gian tùy tiện chúc phúc, để cho mỗi người đều được hưởng trường thọ, mỗi người đều có được phúc khí vô thượng nhà nhà đều vẫn may mắn, can thiệp nghiêm trọng thay đổi quy luật của thiên nhiên, tuy rằng bọn họ lại một lần nữa đánh bại ôn thần không chuyện ác nào không làm, lại lập công huân. Nhưng là, Long Nhan giận giữ Ngọc Đế, vẫn là quyết định tịch thu tam tinh pháp lực, khai trừ tiên tịch, trục xuất thiên đình, đánh vào thế gian, đem bọn họ giáng chức làm phạm nhân. Ngọc Đế trừng phạt phúc tinh trở thành người vĩnh viễn không có phúc, nhất định cả đời kẻ vô tích sự, thọ tinh phải vĩnh viễn chịu bệnh tật tra tấn tráng niên mất sớm, mà lộc tin, mặc dù ở thế gian có vận mệnh quan lại, nhưng nhất định con đường làm quan vĩnh viễn không thuận lợi, nhận hết quan trường tiểu nhân lừa gạt. Phúc lộc thọ tam tinh không ngờ Ngọc Đế sẽ trừng trị mình nặng nề như thế, lập tức hối hận không thôi đối với hành vi của mình, thái bạch kim tinh đối với tam tinh cảm giác sâu sắc đồng tình, cũng lực bất tòng tâm. Tiên bang từ nay về sau xóa tên Phúc lộc thọ tam tinh, nhân gian mất đi tam đại các tinh chiếu rọi từ nay về sau khắp nơi tràn đầy tam tai lục nạn, ôn thần lại rục trịch, muốn đem nhân gian làm cho lông trời lỡ đất, để trả thù hai lần bị tam tinh đánh bại. Thái Bạch Kim Tinh đối với tình huống trước mắt, thập phần lo lắng, tam tinh không làm được thần tiên, ở thế gian còn bị ép làm một người rất có vấn đề. Thái Bạch Kim Tinh rất sợ tam tinh từ nay về sau ở thế gian trầm luân, không thể lần nữa thành tiên, thế gian sẽ vĩnh viễn bị bao phủ ở dưới bóng ma ôn thần. Thái Bạch Kim Tinh chỉ có âm thầm xin ma cô giúp đỡ, muốn nàng cải trang hạ phàm, âm thầm hiệp trợ tam tinh tu hành hướng thiện, để cho bọn họ có thể nhanh chóng tích lũy được công đức thiện quả nhất định, sớm ngày trở về tiên bang. Ma cô xưa nay không thích phúc tinh miệng ngọt lưỡi trơn, đương nhiên cự tuyệt ra tay cứu giúp, Thái Bạch Kim Tinh thông minh lấy các loại kế toán, lợi dụng uy bức, rốt cục được ma cô cho phép, thúc giục nàng nhanh chóng hạ phàm cứu giúp tam tinh trời xuôi đất khiến ở một gian rách nát tam tinh miếu bên trong cùng nhau xuất thế, ba người từ nhỏ liền kết giao thành hảo hữu, mặc dù gặp nạn cùng đương, đáng tiếc cũng là chưa từng có phúc cùng hưởng, bởi vì bọn họ đều là bị trừng phạt trích tiên. Ma cô hạ giới chính là vì để cho tam tinh trở về vị trí cũ, trở về thiên đình. Hết chương này. Chương 9 Ma cô thành hộ vệ của ta. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio chương chính Ma cô trở thành hộ vệ của ta Samsung được tái sinh thành ba người. Phúc tinh đầu thai trong một gia đình đơn thân có nhiều vấn đề, đặt tên là Ngô Phúc Phúc. Hắn thuở nhỏ mất việc, lớn lên dưới sự dạy dỗ của mẹ kế mạnh mẽ lẳng lơ điêu thị, là một tên côn đồ chơi bời lêu lỏng, ngày thường ngoại trừ hỗ trợ điêu thị trong coi cố hoa đương, còn kim giúp người ta giải ký, thậm chí đến kỹ viện làm việc, thập phần không có tiền đồ, một lòng chỉ muốn kiếm tiền lưu manh. Thế nhưng, Hắn lại thập phần xui xẻo, động một chút là đắc tội quan phủ, huyện quan Thạch Khai đặc biệt thích cùng hắn tìm phiền toái, làm hại Ngô Phúc khí thường xuyên phạm pháp, ra vào nhà giam. Hơn nữa hắn còn là một người không có diễm phúc, nhị phúc, khẩu phúc, tóm lại chuyện xui xẻo vẫn theo đuôi bên người. Thọ Tinh đầu thai ở Mai gia, đặt tên là Mai Thọ Toàn, hắn từ nhỏ thể yếu nhiều bệnh, dễ dàng bị thương, là một nhân vật có vấn đề của Mai gia, hắn bởi vì thường xuyên bị ống đau tra tấn đã sớm nhìn quen nhân gian tử biệt làm người thập phần u buồn lộc tinh trở thành ngụy đắc lộc hoàn cảnh gia đình không tệ nhưng mà cha mẹ hắn vẫn khổ tâm cô nghệ muốn hắn khổ đọc thi thư thi đậu công danh đáng tiếc hắn làm người quá mức cùng vọng tự ái thích tùy ý phê bình người khác cho nên đắc tội với giám khảo trường thi trách không được ta chỗ ở thành thì gọi là tam tinh thành từ nhạc hết thảy đều minh bạch bởi vì tòa thành thị này chính là tam tinh niết bàn chi địa Lúc trước, Tam Tinh ở chỗ này đánh bại niên thú, hôm nay Tam Tinh chuyển thế sống lại, cũng đem ở chỗ này trở về thiên đình. Mà cô có chút kỳ quái, người trước mắt sau khi nghe được tên mình, giống như là choán váng Nàng nói. Ngươi nghe nói qua ta. Từ nhạc kịp phản ứng nói. Cô nương Mỹ Mạo Thiên Tiên, ta tuy rằng trước đây chưa từng nghe nói qua danh hiệu cô nương, nhưng suy đoán cô nương hẳn là một vị nữ hiệp danh chấn thiên hạ ma cô bị khen có chút ngượng ngùng ngươi thật tinh mắt ma cô nói nhìn vẻ mặt ma cô từ nhạc có chút muốn cười ngay cả thần tiên cũng thích được khen ngợi nữ hiệp không biết ngươi tới tam tinh thành ta gọi là chuyện gì từ nhạc ra vẻ không biết hỏi hắn đương nhiên biết ma cô tới mục đích nhưng là hắn sẽ không nói ra nơi này chính là tam tinh thành sao ma cô toàn thân chấn động nàng nghe Thái Bạch Kim Tinh nói qua, tam tinh chuyển thế chi thân ngay tại chỗ này. Nghĩ đến Thái Bạch Kim Tinh, nàng liền thầm hận không thôi, đối phương một cước kia quá nặng, nàng đến bây giờ mong còn đau. Thái Bạch Kim Tinh để cho ta trợ giúp tam tinh tích góp công đức, trở về tiên giới, bí ẩn như vậy, ta là không thể nói với một vị phạm nhân. Mà cô nói với từ nhạc nhạc. Ta vì truy sát một tên hái hoa tặc đi vào quý phủ, thật sự là xin lỗi nữ hiệp sở tác sở vi là nghĩa cử, ta trong lòng kính ngưỡng đến cực điểm, làm sao sẽ trách tội đây? Không biết nữ hiệp có chỗ đặt chân ở tam tinh thành không? Từ nhạc nhìn ma cô. Hắn đang tự hỏi làm sao đem vị nữ hiệp này xáo lộ đến bên cạnh mình. Ma cô chính là thần tiên chính thống, một thân thực lực vượt xa phạm tục, nếu có nàng ở bên cạnh thủ hộ, yêu ma quỷ quái không dám tới gần. Tạm thời còn chưa có. Ma cô rất là thành thật nói. Nàng bị Thái Bạch Kim Tinh một cước từ tiên giới đá bay, sau đó liền ngã vào trong thùng tắm của Từ Nhạc. "Như vậy a?" À. Khóe miệng Từ Nhạc lộ ra ý cười. "Ta muốn mời nữ hiệp làm hộ vệ của ta, không biết nữ hiệp ý như thế nào." Từ Nhạc rất là nóng bỏng nhìn về phía Ma cô. Không thể không nói, Ma cô bộ dạng thật xinh đẹp, dáng người có lồi có lõm, trên người còn có một tầng tiên khí vần quanh cái này ma cô muốn mở miệng cự tuyệt như thế nào nói dẫn nàng đường đường tiên đình nữ tiên làm sao có thể làm một phàm nhân hộ vệ cái này nếu truyền ra ngoài bị nàng những cái kia ở thiên đình hảo hữu biết có thể liền mất mặt đại phát một tháng một trăm lượng bạc từ nhạc trực tiếp vươn ra một ngón tay cái này ta suy nghĩ một chút ma cô có chút ý động nàng mặc dù là tiên tử nhưng là không có bao nhiêu tiền thần tài gia thường xuyên ở bên cạnh nàng khoe khoang chính mình vàng bạc nàng cũng chỉ có thể nhìn thèm thuồng hiện tại là thế gian không có tiền nữa bước khó đi nàng lại không thể sử dụng tiên thuật tại hạ giới thời điểm nàng bị gieo súng trói buộc nếu là sử dụng tiên thuật trên mặt liền hội trưởng mặt rỗ nàng mới không muốn biến xấu thấy ma cô có chút động lòng từ nhạc không ngừng cố gắng chỉ cần nữ hiệp đáp ứng ta nguyện cho cô nương một tháng hai trăm lượng. Một lượng bạc bằng một trăm văn. Hai trăm lượng bạc chính là hai vạn văn. Đây cũng không phải là một con số nhỏ, có người bán con bán con cũng có thể bán mấy chục lượng bạc. Mà cô nói, ngươi sản khoái như vậy, nếu ta không đáp ứng thì ta không phải. Ta coi như hộ vệ của ngươi hai tháng, bất quá ta có mấy thỉnh cầu, hy vọng ngươi có thể đáp ứng. Nghe mà cô trả lời, từ Nhạc mừng rỡ. Nữ hiệp nói thẳng không sao, bất kỳ thỉnh cầu nào của ngươi ta đều sẽ thỏa mãn. Từ Nhạc rất là khẳng định nói: "Thứ nhất, bạn không thể kiểm soát tự do của tôi, tôi có thể đi bất cứ nơi nào tôi muốn và làm bất cứ điều gì tôi muốn và bạn không thể can thiệp vào quyền tự do hành động của tôi. Thứ hai, ngươi không thể động thủ động chân với ta. Thứ ba, ngươi phải phụ trách ăn, mặc, ở, đi lại của ta. Thứ tư" Ta tạm thời không nghĩ tới, chờ ta nghĩ tới rồi nói sau." Mà cô nghĩ thầm, bốn yêu cầu này của ta thật quá đáng, nếu hắn không đồng ý thì thôi, dù sao ta cũng không muốn làm hộ vệ của người khác. "Được, không thành vấn đề." Từ Nhạc rất sảng khoái đáp ứng. Hắn rất vui vẻ, rốt cục đem ma cô quẹo đến bên người. Thế giới này rất nguy hiểm, có yêu, có quỷ, có các loại yêu ma quỷ quái, không cẩn thận liền có thể tử vong có ma cô ở bên người tọa trấn, bất kỳ yêu ma quỷ quái nào cũng không dám tiếp cận. Ma cô những yêu cầu kia ngược lại là việc nhỏ, đường đường là nữ tiên, làm hộ vệ của ngươi, đề điểm yêu cầu như thế nào đây? Về phần một tháng hai trăm lượng tiền một tháng, cái này cũng không tính là gì. Bằng vào ngón tay vàng của tiểu thuyết gia, mỗi ngày từ nhạc hiện ra mấy trăm lượng bạc. Theo kịch bản tiểu thuyết triển khai, sau này hắn đạt được càng nhiều bạc. Nếu là viết, Liên thành quyết, thậm chí có thể đem liên thành quyết bảo tàng cụ hiện ra. Tiền đối với hắn mà nói thật không tính là gì? Từ nhạc có thể rất ngang ngược nói một câu. Con người tôi không quan tâm đến tiền. Thấy từ nhạc sản khoái đáp ứng như vậy mà cô có chút sửng sốt. Người này sợ không phải kẻ ngốc chứ. Ta yêu cầu quá đáng như vậy cũng đáp ứng. Được rồi, vậy chúng ta một lời thỏa thuận. Từ hôm nay trở đi, ngươi phụ trách ăn. Ở, đi lại của ta, ta thủ vệ an toàn của ngươi." Ma cô đối với Từ Nhạc Nhạc. Sở Dĩ cô đáp ứng thỉnh cầu của Từ Nhạc, một là bởi vì Từ Nhạc sản khoái, hai là muốn một thân phận hợp pháp. Nàng muốn tiếp cận Phúc Lộc Thọ Tam Tinh chuyển thế người, chung quy phải có cái hợp pháp thân phận mới được. Nàng cũng không thể đi đến bên cạnh ba người được chuyển thế, chào hỏi như vậy. "Các ngươi tốt, ta là Ma cô, là nữ tiên trên trời." cùng kiếp trước của các ngươi là đồng liêu. Nếu thật nói như vậy, ba người đoán chừng sẽ coi nàng là kẻ ngốc. Hơn nữa Thái Bạch Kim Tinh đã dặn dò nàng, không thể bại lộ thân phận của mình, phải vô tri vô giác thay đổi ba người, để cho bọn họ thay đổi triệt để, trở về tiên giới. Từ đó, mà cô trở thành vệ sĩ kim bài của từ nhạc. Hết chương này. Chương 10 Ta cụ hiện ra nội lực. Bạn đang nghe tại truyện chấm audio. Chương 10 Ta cụ thể hiện ra nội lực nữ hiệp, có thể ăn cơm rồi. Bên ngoài từ nhạc kêu to. Mang vào đi. Mà cô thản nhiên nói. Nhà hoàng tiểu thúy. Đây là đem thiếu gia làm hộ vệ, chính mình làm công tử đây. Tiểu thúy đối ma cô rất có ý kiến, vì công tử này bỏ ra số tiền lớn mời hộ vệ, mỗi ngày không làm chính sự, liền làm ổ trong phòng đọc tiểu thuyết. Thiếu gia cũng vậy, ngươi lấy cái giá của thiếu gia ra a à, sao lại cung phụng hắn như tổ tông đến gần trong phòng từ nhạc nhìn thấy ma cô ở một bên cắn hạt dưa một bên xem anh hùng xạ điêu ma cô ngẩng đầu phát hiện sắc trời đã đến giữa trưa thời gian trôi qua nhanh như vậy sao lập tức trời đã đến trưa rồi xạ điêu anh hùng truyện này cũng quá đẹp đi ma cô lưu luyến nhìn về phía xạ điêu anh hùng truyện trong tay đã sắp xem xong Bữa tối hôm nay cực kỳ phong phú, gà vịt thịt cá, các loại món chay cái gì cần có đều có. Ma cô mở nắp ra, một mùi thịt nhất thời tràn ngập trong phòng. Thơm quá. Ma cô ngón trỏ đại động, lập tức bắt đầu ăn. Cô ấy ăn rất nhanh, nhưng trông rất thanh lịch. Từ nhạc thấy ma cô ăn vui vẻ, trong lòng một trận vui mừng. Có một câu nói rất hay, nếu muốn giữ lại trái tim phụ nữ, trước hết phải làm cho cô ấy chảy máu hoặc là thỏa mãn dạ dày của cô ấy mà cô chính là nữ tiên thực lực cường hãn để cho nàng chảy máu là không thể nào vậy thì phải thỏa mãn dạ dày của nàng mà cô ăn suốt ba chén cơm sau khi ăn xong nàng sờ sờ bụng của mình cảm giác vô cùng thỏa mãn ăn no quá nếu mỗi ngày có thể ăn no như vậy thì tốt rồi nàng cảm giác thế gian so với tiên giới còn tốt hơn tiên giới quá nhàm chán sau khi tam tinh hạ phàm chỉ có chim khách cùng nàng chơi. Mà ở thế gian không chỉ có thể mỗi ngày ăn no, còn có thể xem tiểu thuyết đẹp mắt. Vốn nàng là muốn cho Tam Tinh sớm một chút tích góp từng tí công đức tốt, tốt trở về thiên đình, hiện tại nàng không nghĩ như vậy, nhanh như vậy trở về thiên đình làm gì, ta muốn ở nhân gian tiêu giao." Mà cô lau miệng nói. "Ăn ngon quá." Từ Nhạc cười nói. "Từ hôm nay trở đi, mỗi ngày anh đều cho em ăn no." Ma cô đôi mắt đẹp trong suốt, cẩn thận nhìn từ nhạc một cái. Cậu cũng không tệ, lại có thể làm đồ ăn ngon cho tôi, lại biết viết tiểu thuyết, sau này tôi sẽ che chở cho cậu. Ma cô vẫn rất trượng nghĩa, nhìn từ nhạc thuận mắt, liền chuẩn bị che chở cho nàng. Nếu là nàng không trượng nghĩa, Thái Bạch Kim Tinh làm sao có thể tìm nàng hỗ trợ, dẫn dắt Tam Tinh trở về vị trí cũ. Nghe ma cô nói, từ nhạc nở nụ cười. Nàng cung phụng ma cô như tổ tông, không phải là vì để nàng bảo vệ mình sao. Có ma cô che chở, tiểu yêu bình thường, quỷ quái ai dám càng rỡ. Hắn có thể thanh thản ổn định phát dục, từng bước từng bước trở nên mạnh mẽ. Ngươi đạt được nội lực 10 năm. Ngươi đạt được nội lực 10 năm. Ngươi đạt được nội lực 10 năm. Viết xả điêu anh hùng truyện cũng không phải không có chỗ tốt, trong khoảng thời gian này hắn đạt được không ít nội lực cộng lại có thể có tiếp cận một giáp có được nội lực nhất giáp hắn ở trên võ lâm được cho là cao thủ hạng ba đương nhiên bởi vì hắn không thông chiêu thức kinh nghiệm chiến đấu thiếu thốn có lẽ ngay cả cao thủ hạng ba cũng đánh không lại hiện tại hắn là hầu thiên cao thủ chỉ cần đã thông nhâm đốc hai mạch liền có thể tấn thăng làm tiên thiên cao thủ đến lúc đó nội lực trong cơ thể hắn sẽ biến thành chân khí gánh nặng mà đường xa a à. sau khi ăn xong từ nhạc phân phó nha hoàng thu dọn bát đũa xong. Mà cô thì tiếp tục xem xạ điêu anh hùng truyện, kỹ xảo chiến đấu trong quyển sách này không đáng nhắc tới, nhưng tình tiết câu chuyện vẫn rất tốt. Giang Nam thất quái, bên trong hấp dẫn sự chú ý của nàng. Giang Nam thất quái đắp nặng rất có đặc điểm, mã vương thần hàng bảo câu kia quả thực ấn tượng quá sâu sắc, mặt mũi đều là hạt rượu nát màu đỏ, một cái mũi bả rượu vừa lớn vừa tròn, giống như một quả hồng dính vào trên mặt, thân cao không quá ba thước, cánh tay rộng gần như cũng có ba thước, làm cho nàng cười chết. Mã vương thần này làm cho nàng nghĩ tới thọ tinh trước kia. Diệu thủ thư sinh Chu Thông cũng rất thú vị, đầu tiên là dùng thần thâu diệu thủ, trộm bạc của Hoàng Nhan Hồng Liệt, sau đó trong lúc ghép rượu đem toàn bộ rượu đổ vào trong thùng gỗ. Lão đại của Giang Nam thất quái kha trấn ác thiết cốt bông bông, mỗi một lần vừa không hơn người, cũng không kém người còn có đồ tể trương a sinh dáng dấp giống như tháp sắt dáng người nhỏ gầy dùng quả cân toàn bộ tóc vàng còn có cá tính hào sản tướng mạo tú lệ dùng một thanh kiếm việt nữ hàng tiểu oánh mà cô ngược lại rất thưởng thức hàng tiểu oánh đều là phụ nữ cô rất thưởng thức sự hào sản của hàng tiểu oánh quá đẹp mắt mà cô thỉnh thoảng phát ra cảm khái nàng hoàn toàn đắm chìm trong tiểu thuyết hoàn toàn quên mất mục đích hạ giới của mình thiếu gia, ngụy thiếu gia tới thăm ngươi. Ngoài cửa, truyền đến thanh âm nha hoàng tiểu thúy. Ngay sau đó, cửa phòng bị đẩy ra, ngụy đắc lộc bước vào, nhìn thấy từ nhạc đang viết chữ, là hét. Từ huynh, em thật sự nhớ anh muốn chết. Nói xong muốn ông từ nhạc một cái, từ nhạc vội vàng tránh ra, ngụy đắc lộc cũng lơ đỉnh. Từ huynh, ngươi không biết hiện tại ngươi nổi danh cỡ nào đâu hiện tại toàn thành đều đang lưu truyền xạ điêu anh hùng truyện ngươi viết ngoài ra huyện tôn thạch khai và tần minh đại nhân cũng tán thưởng ngươi khen ngươi thiên tư phi phàm tần minh từng làm phó tể tướng còn là đại nho đương thời hắn đối với câu nói sơn ngoại thanh sơn lâu ngoại lâu tây hồ ca múa khi nào hưu của từ nhạc càng thêm tán thưởng điều này khiến cho sĩ lâm chấn động cực lớn khi ngụy đắc lộc nói những lời này trong lòng không khỏi hâm mộ phần nhiều cũng là vì bạn tốt của mình cảm thấy cao hứng từ nhạc biểu hiện rất bình thản nghe cũng không tệ lắm ngụy đắc lộc có cần trang bức như vậy không hắn tiện tay liếc một cái liền ngắm đến trên bàn tiểu thuyết cầm lấy vừa nhìn như nhặt được chí bảo từ huynh đây là xạ điêu anh hùng truyện kế tiếp một quyển càng xem càng kinh hỉ hắn mấy ngày nay thế nhưng là chờ nóng lòng bức thiết muốn biết quyển sách này kế tiếp nội dung vở kịch sẽ như thế nào phát triển. Từ nhạc vội vàng cất đi những gì mình viết. Chờ tôi viết xong sẽ cho anh xem, hiện tại không thể tiết lộ. Ngụy Đắc Lộc ngứa ngáy, rất muốn đoạt lấy bản thảo của từ nhạc. Đúng lúc này, hắn phát hiện trong phòng còn có một người khác, đó là một thiếu niên phong thần tuấn tú, hắn đang bắt chéo chân, cắn hạt dưa, lại đọc tiểu thuyết. Nhìn thấy vị thiếu niên này hành động như thế, Ngụy Đắc Lộc có chút không thích, hắn chỉ vào ma cô hỏi từ nhạc nhạc. Từ huynh, đây là ai? Từ nhạc nhìn thoáng qua ma cô nói. Hắn là hộ vệ của ta. Nghe được lời của từ nhạc, sắc mặt Ngụy Đắc Lộc không tốt đi về phía ma cô. Quanh một tiếng. Hắn trực tiếp đi tới ma cô bên người, mãnh liệt vỗ một cái bàn, đem toàn bộ gian phòng đều chấn động một chút. Ngươi hộ vệ này, có hiểu lễ nghĩa hay không? ở trước mặt chủ nhân bắt chéo chân còn thể thống gì ngươi cho rằng ngươi là chủ nhân sao ngụy đắc lộc rất bá đạo nói với ma cô từ nhạc nhìn thấy một màn như vậy trận tròn mắt ngươi có biết ngươi đang đối mặt với ai không hết chương này